Nam mô Tát Sa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Namo Tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Sammasambuddhassa Sammasambuddhassa Namo Tassa Namo Tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Sambuddhassa Ratanata Ratanata Tejena Tejena Sikkhame Sikkhame Vatthanam Vatthanam Dasabhiya Dasabhiya Bhavena Bhavena Sahasaye Sahasaye Vasinchato Vasinchato Xin tâm bảo quy linh, cầu xin tâm bảo quy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật quy danh, mong nhờ Đức Phật quy danh, độ cho con học đắc thành quả cao, độ cho con học đắc thành quả cao. Chúng ta chuẩn bị vào lớp học. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá, kính thưa toàn thể đại chúng học viên, hôm nay là ngày thứ ba. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 8 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, và ngày thứ ba buổi học thứ bảy. Chúng ta học về môn học luận tạng A Tỳ Đàm dựa theo luận thư nội dung Bồ Tát Pháp mà ngài Hòa thượng Tịnh Sự đã soạn dịch. Trước khi chúng ta vào bài học mới thì chúng ta ôn lại cái bài học cũ, tức là ôn lại cách chia bản điều sư chia pháp. Vậy thì sư sẽ chia trước cho mọi người, nghĩa là ghi nhận và chúng ta tuần tự chúng ta lên chia. Chúng ta sẽ học cho thuộc 215 pháp này. Tất cả gọi là pháp, kéo thực ra xuống dưới. Pháp chia có hai, một là pháp tục đế, hai là pháp chân đế. Pháp chân đế chia có hai, một là chân đế vô vi, hay là trên đến một vị. Chúng ta lưu ý khi mà chúng ta chia cái phần còn lại sẽ tên đó. Trên đó gì chia có hai, một là sắc pháp, hai là danh pháp. Tức là phần còn lại là danh pháp. Danh pháp chia có hai, một là tâm, phần còn lại là sở hữu tâm. Tâm chia có hai, một là tâm siêu thế, phần còn lại hai là tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế chưa có hai, một là tâm đáo đại, hai là tâm dục giới. Tâm dục giới chưa có hai, một là tâm dục giới tịnh hảo, hai là tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo chưa có hai, một là tâm vô nhân, hai là tâm bất thiện. Tâm bất thiện chia có ba, một là tâm tham, hai là tâm sân, ba là tâm si. Tâm tham chia có tám, một là tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ, hai là tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ, ba là tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ, bốn là tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ, năm là tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ, sáu là tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ, bảy là tâm tham thọ xả ly tà hỗ trợ, tám là tâm tham thọ xả ly tà hỗ trợ. Tâm sân chỉ có hai, một là tâm sân thọ ưu hoặc phấn vô trợ, hai là tâm sân thọ ưu hoặc phấn thủ trợ. Tâm si chỉ có hai, một là tâm si thọ xả hoặc quần nghi, hai là tâm si thọ xả hoặc cúng dật.
tâm vô nhân chia có ba, một là tâm quả bất thiện, hai là tâm quả thiện vô nhân, ba là tâm di tán vô nhân. Tâm quả bất thiện chia có bảy, một là tâm nhãn thức phò xả bất thiện, hai là tâm nhĩ thức phò xả bất thiện, ba là tâm tỷ thức phò xả bất thiện, bốn là tâm thiệt thức phò xả bất thiện, năm là tâm thân thức phò khổ bất thiện, sáu là tâm tiếp thâu phò xả bất thiện, bảy là tâm quan sát phò xả bất thiện. Tâm quả thiện vô nhân chia có tám, một tâm nhận thức phò xả của thiện vô nhân, hai là tâm nhị thức phò xả của thiện vô nhân, ba là tâm tỷ thức phò xả của thiện vô nhân, bốn là tâm điều thức phò xả của thiện vô nhân, năm là tâm thân thức phò lạc của thiện vô nhân, sáu là tâm tiếp thâu phò xả của thiện vô nhân, bảy là tâm quan sát phò xả của thiện vô nhân, tám là tâm quan sát phò hí của thiện vô nhân. Tâm di tác vô nhân chia có ba, một là tâm khai ngũ môn phò xả, hai là tâm khai ý môn phò xả, ba là tâm tiếu sinh thời. Tâm dục giới tịnh hảo chỉ có ba, một là tâm thiện dục giới tịnh hảo hữu nhân, hai là tâm quả dục giới tịnh hảo hữu nhân, ba là di tâm di tác dục giới tịnh hảo hữu nhân. Tâm thiện dục giới tịnh hảo hữu nhân còn gọi là tâm đại thiện chia có tám, một là tâm thiện hợp trí thọ hỷ vô trợ, hai là tâm thiện thọ hỷ hợp trí hỗ trợ, ba là tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, bốn là tâm thiện thọ hỷ ly trí hỗ trợ, năm là tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ, sáu là tâm thiện thọ xả hợp trí hỗ trợ, bảy là tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ, tám là tâm thiện thọ xả ly trí hỗ trợ. Tâm quả dục giới tình hảo nhân và tâm di tác dục giới tình hảo nhân cũng chia có tám thứ, như là tám tứ tâm thiền dục giới tịnh hảo nhân. Tâm đối đại chưa có hai, một là tâm sắc giới, hai là tâm vô sắc giới. Tâm sắc giới chưa có ba, một là tâm thiền sắc giới, hai là tâm quả sắc giới, ba là tâm di tác sắc giới. Tâm thiền sắc giới chưa có năm, một là tâm thiền sơ thiền, hai là tâm thiền nhị thiền, ba tâm thiền tam thiền, bốn là tâm thiền tứ thiền, năm là tâm thiền ngũ thiền, sáu xin lỗi không có tâm quả sắc giới và tâm di tác sắc giới cũng chia có năm như tâm thiền sắc giới. Tâm vô sắc giới chia có ba, một là tâm thiện vô sắc giới, hai là tâm quả vô sắc giới, ba là tâm di tác vô sắc giới. Tâm thiện vô sắc giới chia có bốn, một là tâm thiện không vô biên xứ, hai là tâm thiện thức vô biên thứ, ba là tâm thiện vô sở xứ, bốn là tâm thiện phi tưởng phi vi tưởng sinh. Tâm quả vô sắc giới và tâm di tác vô sắc giới cũng có bốn thứ như tâm thiện vô sắc giới. Tâm siêu thế chia có hai, một là tâm đạo siêu thế, hai là tâm quả siêu thế. Tâm đạo siêu thế còn gọi là tâm thiện siêu thế chia có bốn, một là tâm sơ đạo, hai là tâm nhị đạo, ba là tâm tam đạo, bốn là tâm tứ đạo. Tâm sơ đạo chia có năm, một là tâm sơ đạo sơ thiền, hai là tâm sơ đạo nhị thiền, ba là tâm sơ đạo tam thiền, bốn là tâm sơ đạo tứ thiền và năm là tâm sơ đạo ngũ thiền. Tâm nhị đạo, tâm tam đạo và tâm tứ đạo cũng chia có năm thứ như tâm sơ đạo. Tâm quả siêu thế chia có bốn, một là tâm sơ quả, hai là tâm nhị quả, ba là tâm tam quả, bốn là tâm tứ quả. Tâm sơ quả chia có năm, một là tâm sơ quả sơ thiền, hai là tâm sơ quả nhị thiền, ba tâm sơ quả tam thiền, bốn là tâm sơ quả tứ thiền, năm là tâm sơ quả ngũ thiền. Tâm nhị quả, tâm tam quả, tâm tứ quả cũng chia có năm thứ như tâm sơ quả. Xong phần tâm. Sở hữu tâm chia có ba, một là sở hữu tự tha, hai là sở hữu bất thiện, ba là sở hữu tịnh hảo. Sở hữu tự tha chia có hai, một là sở hữu biến hành, hai là sở hữu biệt cảnh. Sở hữu biến hành chia có bảy, một là xúc, hai thọ, ba tưởng, bốn từ, năm nhất thống, sáu mạng quyền, bảy tác ý. Sửa về cảnh chưa có sáu, một là tầm, hai tứ, ba thân giải, bốn cần, năm hỷ, sáu dục. Sửa bất thiện chưa có năm, một là sửa si phần, hai sửa tham phần, ba sửa sân phần, bốn sửa hôn phần, năm sửa hoài nghi. Sửa si phần chưa có bốn, một là si, hai tạ vô tàm, ba vô quý, bốn phúc dạch. Sở tham phần chia có ba, một là tham, hai là kiến, ba là mạn. Sở sân phần chia có bốn, một sân, hai tật, ba lận, bốn hối. Sở hôn phần chia có hai, một là hôn trầm, hai thương miên. Đây là sở hội nghi.
số tịnh hảo chia có bốn. Một là sở hữu tịnh hảo biến hành, hai là sở hữu giới phần, ba là sở hữu vô thượng phần, bốn là sở hữu trí tuệ. Sở hữu tịnh hảo biến hành chia có 19, một tính, hai niệm, ba tàng, bốn quý, năm vô tham, sáu vô sân, bảy hành xả, tám tịnh thân, chín tịnh tâm, mười tinh thân, mười một tinh tâm, mười hai vô thân, mười ba vô tâm, mười bốn thức thân, mười lăm thức tâm, mười sáu thuần thân, mười bảy thuần tâm, 18 chánh thân, 19 chánh tâm. Sở hữu giới phần chia có 3, 1 chánh ngữ, 2 chánh nghiệp, 3 chánh mạng. Sở hữu vô thượng phần chia có 2, 1 là bi, 2 là thủy. Đây là sở hữu trí tuệ. Sắc pháp chia có 2, 1 là sắc tứ đại, 2 là sắc y đại sinh. Sắc tứ đại chia có 4, 1 là đất, 2 nước, 3 lửa, 4 gió. Sắc y đại sinh chia có 10, một là sắc thần kinh, hai là sắc cảnh giới, ba là sắc tính, bốn y vật, năm bằng quyền, sáu vật thực, bảy hư không, tám sắc thân, sắc biểu trì, chín là sắc đặc biệt, 10 là sắc tư tướng. Sắc thần kinh chia có 5, một sắc một thần kinh nhãn, hai thần kinh nhĩ, ba thần kinh tỷ, bốn thần kinh thiệt, năm thần kinh thân. Sắc cảnh giới chia có 4, một sắc cảnh sắc, hai sắc cảnh vị, ba sắc cảnh khí, bốn sắc xin lỗi, một sắc cảnh sắc, hai sắc cảnh thinh, ba sắc cảnh khí, bốn sắc cảnh vị. Sắc tính chia có 2, một là nam tính, hai là nữ tính. Sắc biểu trì chia có 2, một thân biểu trì, hai là khẩu biểu trì. Sắc đặc biệt chia có 3, một sắc khinh, hai sắc nhu, ba sắc thích nghiệp. Sắc tư tướng chia có 4, một sanh, hai tiếng, ba vị, bốn diệt. Pháp chế định chia có 2, một là danh chế định, xin lỗi, một xin lỗi, đây là pháp tục đế. Pháp tục đế chia có 2, một là danh chế định, hai là nghĩa chế định. Chúng ta dùng cái danh từ là tục đế, chúng ta bỏ cái chế định. Bởi vì khi nếu là gọi là chân đế thì cái tục đế, mà ở siêu lý thì nó cũng là cái chế định, thì cái chỗ chúng ta dùng. Danh chế định chỉ có 6, một là danh chân chế định, hai phi danh chân chế định, ba danh chân chế định, bốn danh chân chế định, năm danh chân chế định, sáu phi danh chân chế định. Nghĩa chế định chỉ có 7, một là hình thức chế định, hai hiệp thành chế định, ba chúng sanh chế định, bốn phương chế định, năm thời gian chế định, sáu không chế định, bảy là ấn tướng chế định. Đó là chúng ta chia xong cái về cái phần pháp, về cái mẹo mà để học mà cái phần danh chế định này. Quý vị thấy để màu cam đi, đây là màu cam tượng trưng, cái màu cam thì gọi là danh chân, màu xanh lá cây đậm, màu xanh này đó là phi danh chân. Thì do đó cái bản này nếu sau này mà nó không có cái lẽ chữ đó, chúng ta chỉ biết cần trước là danh chân, này là phi danh chân, thì cái này trên là chúng ta đọc trước danh chân ha, còn dưới đây là phi danh chân chế định, còn đây ngược lại thì đây là phi danh chân chế định. Danh chân tức là hai cái giống nhau, danh chân chế định. Còn phi danh chân chế định, hai cái giống nhau. Đó là cái mẹo để chúng ta nhớ được cái bản phần này. Còn phần này thì phải cố gắng học vòng chúng ta hiểu hình thức hiệp thành chúng sanh, phương hướng, thời gian, hư không và ấn tượng. Rồi giờ xin mời. Giờ trước hết xin nói, đã xin nói trước rồi xin mới nói lại. Cái chữ phải nói á, học về diệu pháp này cho thấy một cái khuyết điểm của mấy vị luận sư, tức là mấy vị dạy ở Phi Lâm này, tức là chỉ biết được diệu pháp thôi chứ không biết Pali. Thành ra nghĩa là mình biết biên tiếng Pali đúng hay sai mình cũng có cái chỗ đó. Đó là cái khuyết điểm. Vậy là phải học tiếng Pali à? Không, đó là ý là nó thì mình đương nhiên phải học tiếng Pali, còn nếu không có thì phải gặp những vị mà biết Pali, giỏi Pali để mình chỉ cho mình biết được cái sai cái tật. Đó, thành ra đó là cái khuyết điểm. Nếu mà chúng ta phải học thêm cái Bali nữa thì chúng ta mới hiểu được cái pháp nó thâm sâu hơn về cái tiếng Bali. Đó là khuyết điểm đa số các bạn đi học vào bây giờ khi nào chủ yếu không có điều kiện học Bali. Bali ở Việt Nam khó hơn một món này là tại vì không có người dạy. Cái thực ra Bali nó dễ học hơn cái này nhiều. Bali là một cái loại ngôn ngôn ngữ. Như ở đây có nhiều người dạy tiếng Bali hả? Thì dạy thì cũng dạy cho có thôi, giống như ngôn ngữ mà dạy, nhưng mà nghĩa là dạy mà để mà thâm sâu đó không phải dễ đâu. Pali nó có 3 phần, nó có trường học. Ngữ căn, ngữ loại và ngữ pháp.
người ta biết một ngữ pháp không cũng, cũng chưa phải thâm sâu, mà biết ngữ căn, ngữ loại. Cái đâu cái danh từ đó từ đâu xuất phát nó ra cái ngữ căn nữa là Bali là ba phần đó. Thành ra phải nói người Việt Nam mình kiến thức cái điều học trong ngữ pháp ngữ văn. Em sẽ quên coi cái này tới trình viên lên là viết nó rồi. Quý vị nhìn lên bảng. Chúng ta sẽ thấy hai từ. Một là sâm mú tí, sắc chá. Chúng ta quen dịch là tục đế. Bành nhà nhắc tí, dịch là chế định. Cái nghĩa xưa, xưa tạo dịch là thi thiết. Thi là gì? Thiết là gì? Thì chúng ta mà có cái vốn học mà tiếng Hán hay tiếng Việt, chúng ta liên tưởng những cái từ. Đa số từ tiếng Hán là chúng ta có xài, ít nhiều chúng ta có xài hết. Thi này ở trong nghĩa là thi hành. À, thiết này có nghĩa là thiết lập. À, thi hành là cái gì cái gì? Thi hành giống như mà làm ra chỉ bài. Còn thiết mà thiết lập. Thành ra danh từ đó chỉ người Hán mà hiểu thôi chứ tiếng Việt chúng ta không hiểu chữ thi thiết. À, thì do đó mà Hòa thượng Tịnh Sư á mới xài là cái từ là tiếng Việt cho chúng ta dễ hiểu là chế định, nó cũng xài tiếng Hán. Tức là chế ra, chế bài, định đặt. Thì giống như chế bài định đặt một cái loại ngôn ngữ nào đó chúng ta sẽ học về cái phần chế định sau. Thì đây chúng ta thứ nhất là cái pháp, thứ nhất là gọi là cái pháp chân đế. Thứ hai là pháp tục đế, là cái danh từ tôi quen là chân đế, tục đế. Chứ thực ra nếu mà chúng ta dịch cho nó đúng đó, đây là một cái danh từ mà chúng ta thấy thứ nhất là hiểu sai lầm về tiếng Pali, và thứ hai là gì để cho người ta quen biết cái từ ngữ đó thì dễ học, mượn cái từ ngữ bên cái Nam Tông để cho bên Bắc Tông người ta có thể học được. Bên Bắc Tông tôi quen dùng danh từ chân đế và tục đế rồi. À, chân đế là gì? Chân đế là sự thật của cái pháp bản thể, có thể là gọi là chân như chân gì đó vân vân. Mà tục đế là gì? Cái đế là cái sự thật của cái thế tục, tức là của thế gian. Thì do đó người ta gọi là cái chân đế và tục đế. Đây là ta nói theo tiếng Hán thôi. Mà ta quên mất rằng chúng ta phải học là học tiếng Bali. Học tiếng Bali thì chúng ta mới hiểu pháp theo Bali. Tiếng Bali là tiếng của Phật, chúng ta nói gì dễ hiểu. Ha? Thì chứ không mà chúng ta học tiếng Tàu, chúng ta hiểu theo Tàu. Học tiếng Hán thì chúng ta hiểu theo Tàu. Chứ không hiểu theo Phật được. Thì do đó để hiểu theo Phật đó, thì chữ Paramattha sắc chá này nếu chúng ta dịch cho nó đúng là siêu lý đế, hoặc chúng ta có thể dịch là siêu thể đế cũng được, bởi nó gồm có hai từ Parama, nó cộng với Attha. Rồi nó ghép từ thành Paramattha, thì nó cộng thêm chữ sách chá. Sách chá đó là cái sự thật, dịch là đế hay sự thật, đó là chân thật hay chân lý cũng được. Chúng ta muốn dịch là chân lý, chân thật, chân ngôn, chân gì đó từ cái nội dung đó mà chúng ta dịch, chứ cái nghĩa là chữ chân hay chữ thật. Thì siêu lý đế đó là cái sự thật về cái siêu thể. Cái siêu lý tức là bản thể tột cùng của nó, tức là đi đến cái tột cùng của nó, giống như tụi nó đi tới nguyên tố, đi tới nguyên tử, đi tới cái hạt tử hay điện tử, đi tới lặng cùng.
của cái bản thể thế gian. Vì cái Brahma nó nghĩa là tận cùng. À, cái chữ này xưa ta gọi là cực. Brahma xuất khác, thì ta cực lạc, tức là cái hạnh phúc tột cùng, tận cùng. Brahma xuất khác hay Brahma xuất khác cái gì cực lạc. Thì do đó chúng ta học về cái bản thể tột cùng của nó. Còn cái Sammuti Sicca ở đây người ta lẫn lộn cái chỗ này, ta Sammuti không, Muti không có nghĩa, mà Muti mới có nghĩa. Mô tí nó có nghĩa là ý kiến. Ý kiến có nghĩa là quan niệm. Còn chữ sanh này là cái tiếp đầu ngữ nó. Có nghĩa là đồng, cùng, chung. Hoặc giống nhau cũng được. Tức là cái ý kiến đồng, ý kiến giống nhau. Thì cái này là xong mô tí xá thì chúng ta nghĩa là hiểu là có ý kiến đồng nhau. Chẳng hạn như cái này mình gọi là cái bản, mọi người ai cũng đồng nhau, ý với nhau, đồng quan điểm nhau, đó là cái bản. Thì do đó mà sư lựa cái từ và tiếng Việt mà nó dịch đó, thì có thể xài cái nhất trí, tức là có cái ý kiến đồng nhất với nhau. Rồi, nhất trí, mọi người đều nhất trí, đây là cái bản, đây là cái bản điều, đây là cái hình Phật. Thì đó là sao này chúng ta mới học cái nhất trí này của bên cái danh và nhất trí là của bên cái nghĩa này. Còn người ta đồng ý nhau, giống như phương hướng, ai cũng biết là hướng đông, ai cũng nhất trí là hướng đông, ai cũng nhất trí là hướng đẹp, là đây, ta đồng ý nhau. Do đó mà cái tục đế, là cái sự thật của thế gian thì nó chưa có lột được cái nghĩa của cái sông của tí này. Đó đâu, thế gian là cái gì, không ai biết thế gian là cái gì hết. Nhưng mà sông của tí nó là cái nghĩa nhất trí đế, tức là cái sự thật về cái nhất trí, sự thật về cái việc đồng ý. Và đôi khi người ta dịch là cái quy ước cái gì đó, vân vân, theo cái từ. Cái quy ước, nhưng mà quy ước nó cũng chưa có lọt được cái nghĩa của cái sông tí này. Thành ra cân nhắc cái từ ngữ thì chỉ nha nhất trí đế đế thì nó rất là gần với cái phần sông tí này. Thì quen chúng ta nghĩa là chia hai cái pháp này. Tất cả gọi là pháp. Pháp chiêu thứ hai là pháp chân đế. Pháp tục đế là chúng ta gọi theo cái từ quen và thông dụng của thế gian vậy. Cho thực ra tất cả gọi là pháp. Pháp chiêu thứ hai, một là pháp gì? Siêu lý đế. Chứ không phải là chân đế nữa. Hai là nhất trí đế. Đế là gì? Đế là sự thật. Giống như tứ diệu đế, tứ thánh đế là cái sự thật, nghĩa là cao quý, hay sự thật của bậc thánh. Chữ đế, đế đây là một cái từ ngữ nghĩa là đặc biệt, nó trân trọng hơn là cái chân. Đế là cái nền tảng. Không phải đế nền tảng. Do đó cô học tiếng Hán mà cô phải, nếu là học tiếng Hán là cô phải biết phân được. Chữ đế nó xài là đế gì vậy? Do đó chúng ta học này cũng thiên về những cái danh từ mà đồng, nó gọi là đồng tự bất đồng nghĩa. Mà bên đại thừa cứ giảng là đế là tốt. Mà trong khi đó chúng ta học thêm nghĩa ngoài cái vấn đề này, ta để là pháp chế định, thì cái chỗ này chúng ta không gọi pháp chế định được, mà chúng ta gọi là cái nhất trí đế. Nhất trí đế nó gồm có những cái pháp chế định thì chúng ta nói được, chứ không thể để cái pháp siêu lý và pháp chế định nó dành dùng chỗ đó, nó cũng chưa có đúng được. Chế định thì chúng ta đâu, nếu vậy chúng ta gọi là chế định đế đi, nó nắm được không? Thành ra cái chuyện mà chế định đế thì chúng ta nói nó không có cái từ chế định đế, nó gọi là cái pháp chế định bằng nhất trí. Đó là cái chuyện chế định. Do đó cái pháp siêu lý này, siêu lý cái gì, pháp nhất trí đế này chưa có hai. Một là danh chế định, hai là nghĩa chế định. Đúng ra nghĩa chế định nó là cái danh chế định nó là gì, tiếng Bali nó gọi là nama vanyati. Ở đây nó có trong cái từ coi trang 384 khỏi viết mất từ giờ, nama vanyati. Nama là cái gì, là tên, danh từ, danh chế định. Còn nghĩa chế định là gì, coi trang thứ hai bài 391. Đó, Attha Vanyati. Attha đó, nếu của một cái danh từ ý nghĩa thì Attha nó có nghĩa là cái na má là cái danh từ, và Attha là ý nghĩa của cái danh từ đó. Nhưng mà na má mà xài trong cái hoàn cảnh này thì na má là chỉ cho cái tên gọi, mà Attha là chỉ cho
cái bản thể hay là cái pháp nào đó, cái món nào đó, cái vật nào đó thì gọi là Attha. Do đó Attha này dịch là thể, chứ chúng ta không dịch ý nghĩa. Bởi vì sao? Là bởi vì cái hình thức nó là cái thể, hiệp thành nó là thể, chúng sanh nó là cái thể, đây đây là thể này. Còn phương hướng nó cũng là thể, thời gian nó cũng là thể, hư không cũng thể, ấn tướng là thể, chứ không có phải là ý nghĩa gì, nghĩa gì trong đây đấy. Thành ra do đó một cái từ chúng ta nghĩa là vì không hiểu tiếng Bali, không rành tiếng Bali thì chúng ta sẽ Attha là cái nghĩa. Do đó mà vì chính thấy mà hơi mâu thuẫn với Attha này, người ta mới để thêm cái chữ là tướng nghĩa, để cho tướng vô. Thì tướng là cái gì thì chúng ta xài cái thể luôn, nó nghĩa là hay, nhưng mà thể nghĩa thì không nghe rõ, thì ta để tướng nghĩa. Tướng là cái hình tướng, là biểu tượng gì đó, vân vân, thì nó gần đó là pháp cái dưới sông Mũ Tí Sách Chá là tục đếm. Thì chúng ta hiểu theo khi mà Đức Phật thuyết pháp á, có khi thuyết về cái Paramattha Sách Chá, tức là thuyết về cái bản thể, mà đôi khi nghĩa là Đức Phật dùng cái sông Mũ Tí Sách Chá là cái pháp nhất trí đế. Pháp nhất trí đế là gì? Pháp của đời, của thế gian. Thì lúc đó chúng ta mới hiểu theo cái nghĩa là của thế tục. Ai cũng gọi nó là cái bàn thì chúng ta phải gọi cái bàn, ai cái nó cũng gọi là nước thì chúng ta phải gọi nước. Còn khi ta học bản thể giống như Phật học thì gọi là H2O. Còn đối với ta học theo bản thể chúng ta nói đó là tứ đại. Rồi bây giờ mọi người sư cho con hỏi sao? Có cái con không hiểu là cái pháp siêu ly đế thì nói về cái pháp vô vi thì con có thể hiểu, tại vì nó siêu lý, mình không có trí người mình hiểu được. Không, cái này, cái lý này đúng ra thì chúng ta dùng cái lý này là vật lý chứ không phải là nghĩa lý. Đó cô nắm được. Thì chúng ta mượn danh từ cái lý á, thì nó hơi thuận hơn là nó nghe giống như chúng ta học về vật lý, nên nó tắt là lý thôi, chứ thực ra đúng ra chúng ta bị dịch siêu thể đấy. Đây là bản thể tột cùng, bản thể cùng tột của nó. Nắm được, vậy tôi siêu thể đế thì nó sắc. Nhưng mà vì cái siêu giữa siêu thể và siêu lý thì ta thấy cái chữ lý thôi cũng dung thông đi, mình không có chấp từ. Học chủ yếu lấy cái nghĩa. Thì chữ lý này là lấy cái nghĩa vật lý chứ không lấy nghĩa lý. Thấy không? Nó nắm được. Đó, thì lý đó thì chúng ta dịch nghĩa, còn chúng ta muốn xài theo cái siêu thể đế cũng được. Bất cứ lúc nào có thể chúng ta dùng siêu thể đế thì nó hình dung hơn. Cái bản thể. Đây là cái bản thể. Bản thể cùng tột của bản thể ta nghĩa là đi đến giống như một cái mà chia sẻ biết tận cùng tới cái gì là cái cuối cùng nhất. Bây giờ theo Phật cái gì cuối cùng nhất? Điện tử chưa phải cuối cùng, dưới cái điện tử được gọi là hạt tử. Đó. Nhưng mà cũng dạng chưa có thể, người ta chưa khám phá dưới cái hạt tử là cái gì nữa mà chưa khám phá được. Bởi vì cái sức mà tính như vậy thì thấy tới đó thôi. Còn khi nào cái gì mà ngồi thiền đó, nha, cái tâm nhãn của gì chứ không nói thiền nhãn, cái tâm nhãn của gì tức là cái trí tuệ gì đó. Cái tâm, cái trí tuệ thì dựa theo cái tâm nhãn này đó, nó mới nhìn, nó nhờ cái ánh sáng nó nhìn thấu tận cùng, không phải tế bào, tới tận cùng của cái bản thể đó. Ở đây là phải dùng cái đó. Giống như á, bây giờ chúng ta mới là biết vi trùng nó có, con mắt thường chúng ta thấy, mà chúng ta phải phóng đại cái niên duyên là 100 là 1000 lần chúng ta mới thấy cái con vi trùng đó. Còn nếu gì mà tu thiền á, cái tâm nhãn của vị nó bây lúc giờ nó mạnh hơn cái niên duyên nữa, nó có thể thấy được cái điều đó. Đó là cái nhiệm màu của cái thiền định nha, nhiệm màu của cái pháp Phật. Học tới pháp Phật chúng ta mới thấy tới này, chứ còn học theo cái thông thường của thế gian chỉ thấy tới tế bào thôi. Bởi vì sao? Cái kiến thức của quy định có thấy. Do đó một cái nhóm người mù mình sẽ nói ở tại nghĩa là Hà Nội đó, họ có thể thấy tới tế bào. Cái bệnh là cái tế bào hư thì họ dùng cái tưởng của họ, giờ người dùng cái tâm tưởng của họ, họ tái tạo cái tế bào đó. Hay quỷ hoại tế bào nghĩa là kia mà họ dùng nó tái tạo tế bào mới của họ, theo cách của họ, nói của họ. Là tế bào mới thì họ thay bộ đó, tế bào cũ hết, tế bào nguyên hay tế bào bình thường mạnh khỏe nó thay bộ cái tế bào bình thường, giống như cái tế bào nó hư là cái bệnh đó, họ thay được cái chỗ đó, họ thấy được tới tận tế bào, cái luyện của họ là luyện tới tế bào chứ không có luyện hơn nữa, tới đó là hết mức rồi. Mà còn muốn học là luyện tới, mà thấy bọn sắc này lúc giờ cái gì sẽ thấy cái bọn sắc trong cái hơi thở đó. Hơi thở cũng là ánh sáng của nó thì đi tới, nhưng mà cái đó là nó cao siêu cái gì chưa có mường tượng được gì, ngồi thiền vô ánh sáng chưa xài được, chưa đủ sức mà để mà giảng dạy đến cái phần cao. Rồi bây giờ tục đế, thứ nhất thì đọc trước một đoạn thời gian. Thế nào là tục đế? Tục đế là sự thật của thế tình hay là thế gian, sự thật phổ thông, sự thật theo phong tục tập quán về ngôn ngữ và ý nghĩa của ngôn ngữ. Thí dụ như danh từ ngôi nhà là vật để trốn mưa nắng, đó là cái danh từ cái ngôi nhà. Thì vật để trốn mưa nắng, đặt tên ngôi nhà, khi nói đến danh từ ngôi nhà thì ta hiểu ngay là vật để trốn mưa nắng.
thì vật nó là cái thể cái định. Bây giờ chúng ta phải hiểu, bây giờ chúng ta sai rồi, cái thể cái định vật để chúng ta hiểu được cái thể nó là gì, hai cái vật nó là gì. Tức là cái nhà là cái thể cái định, còn cái danh từ để gọi nhà nó là danh cái định. Bây giờ giống như con người là nó thuộc về thể cái định, mà hãy mà nói cái tên gọi con người là cái này, giống như con thú là cái thể cái định, và tên gọi con thú nó là cái danh cái định, hiểu chưa? Giống như nó nói là Đức Phật hay Bậc Thánh thì cũng là cái thể cho định, và cái tên gọi Phật cái Thánh là nó thuộc danh cho định, hiểu chưa? Giống như mà nói bây giờ cái vàng, vàng nó thuộc về thể cho định, mà cái tên gọi vàng nó thuộc về cái danh cho định. Vậy cả hai là một khác nhau. Cái này là cái tên gọi và đây là cái bản thể, là cái món đồ đó. Một cái là tướng, một tên tướng, một cái là bản thể. Cùng một thứ có hai bên hết. Đó, cái gì cũng phải có hai phần. Tức là cái tên gọi và cái để gọi, cái được gọi để gọi và cái tên để gọi cái đó. Thì đây là cái tên, đây là cái thể để gọi đó. Cứ cái gì cái gì con cái gì bắt được cái gian cái gì chỉ rồi nó đều nằm trong này. Trong bảy cái này, bảy loại này, phân loại tất cả cái thể chúng sanh là bảy loại. Thì đó nó cái đây là cái tên để gọi đó. Thì tên gọi đây á là căn cứ, bởi vì chúng ta căn cứ trên cái pháp siêu lý. Ha. Và cái pháp chế định này thì lúc đó nó sẽ có tên gọi đúng và tên gọi sai. Tên gọi thì về siêu lý mới là đúng, mà tên gọi về chế định là sai. Cũng giống như chúng ta nói gọi là nước thì nó thuộc về cái phi danh chân, nếu nó theo khoa học là cái đó là cái giả tướng của nó, nhưng mà thực tướng nó là cái danh chân, nó là H2O. Đó là mượn theo khoa học để chúng ta nói. Thì đó, khi nào mà chúng ta nói tâm sở hữu sắc pháp và niết bàn thì chúng ta gọi là cái danh chân. Mà chúng ta nói về con người hay là thú hay chư thiên, Phật hay là thánh, phàm hay thánh gì đó thì chúng ta gọi là phi danh trần, hiểu chưa? Rồi bây giờ nè, tiếp tục về tục đế này, nó chia có hai cách là danh chế định và thể chế định. Thế nào là danh chế định? Giờ trả lời một từng câu, trả lời nha. Xin hỏi thì cô nào đọc trước? Danh. Theo thứ tự đi. Rồi thế nào là danh chế định? Rồi trả lời thôi, cô chỉ trả lời, xin hỏi là cô trả lời thế nào là danh chế biến định đặt các loài danh từ để tìm việc ngôn ngữ xưng hô kêu gọi khi muốn nói đến một sự vật gì, dù là cụ thể hay trừu tượng, hoặc thuộc về vật lý hay tâm lý, vân vân. Thí dụ như nghe trong thân thể đau nhức khó chịu thì nói tôi bệnh, vân vân. Danh chế định phân ra có 6 thứ. Thứ nhất. Thôi được rồi. Được rồi. Bây giờ thế nào là danh chế định? Tức là chế định về tên, chế định về tên gọi. Chúng ta hiểu gì cho anh về? Chế là tên gọi này để tiện việc xưng hô khi mà chúng ta nói một sự vật gì đó. Vì cụ thể là gì? Cụ thể là có cái hình thức vậy. Còn trừu tượng thì cái buồn, cái vui, cái giận. Đó là mấy cái đó là cái đó là nó là trừu tượng thấy. Hoặc là về vật lý, đó là hình cái gì đó, tức là kẻ vật lý. Về tâm lý là những cái sự suy tưởng của tâm. Đó. Thì cái đó nó gọi là cái danh chế định. Thì danh chế định này chia có 6 thứ. Một là danh chân chế định, hai là phi danh chân chế định, ba là danh chân phi danh chân chế định, bốn là danh chân chế định, năm là bốn là phi danh chân chế định, năm là danh chân chế định, sáu là phi danh chân chế định. Hả? Thì bây giờ quý vị sẽ thấy được, nghĩa là nó phân loại có 6 thứ. Nhìn lên cái qua cái bảng này nêu nè, thấy màu xanh là danh chân. Xin lỗi, màu cam là danh chân, màu xanh là phi danh chân. Thì do đó hai cái này, cái tên cái dưới chúng ta thuộc cái độ đó, thì chúng ta biết trên này là danh chân, mà dưới là phi danh chân, thì cái danh tự nó gọt với nhau là danh chân, phi danh chân chế định. Còn màu xanh trên, màu cam dưới thì phi danh chân chế định. Còn màu cam trên, màu cam dưới thì danh chân chế định. Màu xanh trên, màu xanh dưới thì phi danh chân chế định. Vậy thế nào là danh chân chế định? Để cô chứng minh đọc tiếp. Trả lời. Thế nào? Câu trả lời thôi chứ đúng không? Những danh từ chỉ về pháp chân đế như sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hoặc uẩn xứ, giới đế, vân vân, gọi là danh chân chế định. Đó. Đây là trước hết chúng ta học về cái danh chân chế định. Danh chân chế định ở đây là cái là chỉ về cái gì? Tức là những cái này là có thật. Đó, danh chân tức là cái tên gọi những cái thật có. Tức là thật tướng của nó. Nó nắm được không? Thì do đó sắc là gì? Đây là sắc mà. À, sắc là hai tám sắc này. Còn thọ gì? Tức là sở hữu thọ. Tưởng là gì? Sở hữu tưởng. Hành là gì? Tức là 50 cái sở hữu còn lại được gọi là hành. Đó. Còn thức là gì? Đây là thức. Đó là những tên gọi có thật.
sắc, thọ, tưởng, hình, tức là gọi về cái bản thể danh chân, tức là tên gọi cho bản thể thật, thật có. Như vậy là cái này là vừa chân đế vừa tục đế. Không, bây giờ nói là cái thật trước, là vì chúng ta đang học về danh chân, cái gọi danh chân, còn giờ phi danh chân. Nè, thì thế nào là phi danh chân? Chế định. Trả lời. Những danh từ chỉ về pháp tục đế như đàn ông, đàn bà, non sông, tổ quốc, vân vân gọi là phi danh chân chế định. À, đó là những cái tên gọi những cái giả tướng đó. Gọi là phi danh chân, tức là tên nó không thực có, là phi danh chân, tức là giả tướng. Giả tướng nó cái gì? Tục đế, đàn ông, đàn bà gì? Nó nằm trong cái gì? Chúng sanh chế định. Chế định đây là người đàn ông, đây là người đàn bà. Chứ thực ra nó là sắc thọ tưởng hành thức hết. Cũng giống như nước chúng ta uống mà. Nước xanh, nước vàng, nước đỏ, nước gì đi nữa nó cũng là H2O thôi. Đó là cái bản thể nó lấy cái H2O tránh chúng cho vàng. Dòng vàng là lắc cà rá nhẫn gì đó. Thì chúng ta tên gọi cái giả tướng nó có đủ loại. Nhưng mà thực tướng nó chỉ là vàng. Vàng nó là chính là cái danh chân được quyết định. Mà những cái dòng vàng, những cái dòng cà rá những này nó là phi danh chân. Tức là nó tên để gọi cho cái giả tướng đó. Tức là hiểu gì cho nó dễ. Đó là ba là ông non sông tổ quốc thì những này không thật có. Mà nó chỉ là đất nước lửa gió thôi. Nếu mà về cái vật chất, còn nếu về con người thì sắc thọ tưởng hành thức rồi. Tiếp theo chúng ta học gì? Cái thứ ba, danh thứ ba là danh chân phi danh chân chế định. Thế nào là danh chân phi danh chân chế định? Tiếng nói là cảnh thinh, nhan sắc là cảnh sắc thuộc về chân đế, còn người nam người nữ là tục đế. Đó là một cái ghép chung danh chân phi danh chân chế định. Khi nào chúng ta nói cái người đàn ông nói hay tiếng nói của người đàn ông, thì trong cái cụm từ, cái chủ ngữ đó thì cái người đàn ông nói nha, thì người đàn ông là cái gì? Là cái không có, cái giả tướng. Còn nói nó là gì? Nói là cái âm thanh, là ngôn ngữ, là cái tiếng. Giống như tôi nói là cái sắc người nữ, sắc người đàn bà, hay người đàn bà có sắc thì đó, cái sắc, nếu chúng ta nói sắc thì nó có, nhưng mà người đàn bà thì không. Thành ra cái đó là cái danh chân, tên gọi trước và phi danh chân. Khi nào chúng ta sắp tiếng là người đàn bà hay cái sắc của người đàn bà, với cái sắc là trước, chúng ta gọi cái sắc là cái danh chân, sắc trên của người đàn bà, thì người đàn bà là phi danh chân. Đó là cái giả tướng. Còn phi danh chân, danh chân chế định. Bây giờ cái nãy là cái danh chân trước, phi danh chân sau. Bây giờ phi danh chân, danh chân chế định thì nó đảo qua đảo lại. Thì thế nào là phi danh chân chế định? Phi danh, những danh từ ghép tiếng trước chỉ pháp thuộc đế, giả danh chứ không có thật, tiếng sau chỉ pháp chân đế, như người có tâm tham, vân vân gọi là phi danh chân. Danh chân chế định, tiếng người là giả danh không có thật, còn tâm tham thì có thật. Tức là gọi là người có tâm tham, thì cái tên gọi phía trước á, người là nó không thật có, thì nó gọi là phi danh chân. Còn tâm tham thì nó có. Tâm tham nó có trong cái pháp này thôi. Không có, người có tâm tham, đây là chỉ cho người có tâm tham, thì cái danh từ để gọi người đó, chúng ta phải hiểu cái danh từ gọi người đó, danh đó đúng hay danh sai, danh thật hay danh giả, ha, thì đó là gọi là phi danh chân, danh chân chứ định, cái đó cái danh từ để gọi đó là người thì giả. Thì cái tên gọi đó, thì cái tên gọi phần đầu tên gọi nó là phi danh chân, phần sau của tên gọi nó là danh chân, là bởi vì người là cái phi danh chân, mà có tâm tham nó là thật có thì nó gọi danh chân, danh chân, đó là chế định. Chúng ta phải hiểu cái từ ngữ đây. Rồi cái thứ năm là danh chân chế định. Thế nào là danh chân chế định? Những danh từ ghép tiếng trước, tiếng sau đều chỉ pháp chân đế, như nhãn thức, nhĩ thức, vân vân, gọi là danh chân chế định. Như là tiếng nhãn, nhĩ đều là danh từ chỉ vật có thật, và thức cũng là danh từ thuộc về chân đế. Tức đây là cái từ ghép mà nhờ là về nhãn thức, nhĩ thức. Thì nhãn là gì? Nhãn là chỉ cho sắc thần kinh nhãn, là nó thuộc về sắc và nó có thật. Và thức thức là đây là về cái tâm nó là cũng có thật. Thì hai cái từ nó đều là thật có hết, nên gọi là danh chân. Cái từ đầu cũng là danh chân, mà từ xa nó cũng là danh chân.
thật có. Cái này nhãn nếu nói thần kinh nhãn thì là có, nhưng mà nếu nói về con mắt thì là nó không thật. Không phải như vậy, ta đó thì ta nói thần kinh nhãn đây, ta chỉ thần kinh nhãn chỉ cho cái nhà này chứ không phải là ở ngoài. Dạ, tôi bảo trong bài. Hả? Nhưng mà nếu ở ngoài ta nói con mắt à, thì thầy đấy cái đó là thì đây là con mắt mà. Dạ, cái này là cái này không phải thì cái đó là cái danh từ đó của thế gian nói là chưa được chính xác. Nó con nó nói được không? Nhưng mà chúng ta không có đi sâu vào cái chỗ đó mà chúng ta nói con mắt là gì? Con mắt với là cái thần kinh dạ. Con mắt là tình sắc, tức là chỉ cho cái này, cái nó có. Còn nếu mà phân tư tức cho sâu sắc á thì con nó không có, con mắt thôi. À, đó là những cái từ đó thì chúng ta không có đi sâu vào cái chi tiết đó mà chúng ta hiểu theo cái thông thường cho chúng ta dễ hiểu. Cái đó thì phân tích sâu xa nữa thì người học sẽ rối thôi. À, ta lo đi tìm cái từ ngữ đó. Rồi cuối cùng là phi danh chân. Phi danh chân chứ định thế nào là phi danh chân? Phi danh chân chứ định thế nào là phi danh chân? Phi danh chân chế định những danh từ ghép tiếng nước, tiếng trước, tiếng sau đều chỉ pháp tục đế như cha con, ông cháu vân vân, gọi là phi danh chân. Phi danh chân chế định à, cha nó cha con ông cháu xét trên phương diện chân đế thì hoàn toàn giả danh chứ không có thật, như xét về mặt thế tình tục đế thì có thật. Đây là chúng ta đang nói về cái phi danh chân, thì do đó mà tiếng cha thì nó không có, nó chỉ là cái chế định thôi. À, con nó cũng có, con nó cũng chế định luôn. À, ông cháu thì cũng vậy, nhưng mà cái từ này đó tôi cũng chưa hẳn cái từ ghép đôi giống như hoàng tử, vương tử, hay là có hai từ. À, tử là con mà hoàng á giống như con vua đi, chúng ta dễ tới dịch hoàng tử là con vua, để cái chữ con nó cũng không có, mà vua cũng có nữa. Còn hoàng đó là hoàng chỉ cho vua, còn tử là con, mà con vua đó thì hai chữ đó rồi, con nó cũng là phi danh chân mà vua cũng phi danh chân, tức là nó không có cái bản thể của nó. Màu xanh thì là chân hay là màu thì đúng, mà xanh thì nó không đúng, bởi vì nó có màu thôi, sắc cảnh sắc là màu thôi, chứ nó chưa có phân tích màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu đỏ, nó thuộc gì chế định thôi, nó nắm được màu là à, là nó là phi chân đế, phi danh chân. Nếu mà có màu xanh màu đỏ nó là phi danh chân. À, nếu mà gọi là màu xanh màu đỏ thì màu nó có thật, mà đỏ xanh nó là không có thật. Bây giờ con bướm màu xanh, con bướm màu xanh bướm thì không là có thật không? Phi danh chân. Thì chúng ta muốn nghĩa là kể phi danh chân được, con bướm thì nó là phi danh chân rồi, nếu là cái cụm từ cái màu là à, còn là cái màu xanh thì giờ chúng ta lấy cái màu hết chứ xanh xanh thì nó xanh là thuộc về nó là nhiều loại quá rồi, nó nắm được không? Xanh là phi danh chân. À, đó thì chúng ta có, nói chúng ta là chúng ta có thể hiểu được cái điều đó rồi, thì phân tích như thế đó thì đây sắc là chỉ có một thôi, chứ nó không có phân tích gì nhiều màu thì chế định được. Bởi con mắt chúng ta chỉ thấy được cái sắc, mà khi mà qua thấy nhiều màu là nó thuộc về cái chế định. Nó nắm được nhiều màu thuộc về chế định. Là cả hai đều không có, con bướm màu xanh là không có. cũng vậy thì cũng nói vậy thì cũng được. Rồi tiếp theo chúng ta học về cái nghĩa chế định. Cái nghĩa chế định hay là thể chế định. Rồi bây giờ thế nào là cái thể chế định? Giờ chế định về cái bản thể, hồi nãy chế định bởi cái danh từ để gọi. À, thế nào là thể chế định? Trả lời. Là nghĩa chế định chứ đâu. Đây 391. 391 là nghĩa chế định bây giờ. Thế nào là nghĩa chế định hay thể chế định? Quy định ý nghĩa cho được biết, được hiểu về đối tượng. Thí dụ như nói ngôi nhà cũ, người nghe hiểu rằng chỗ ở đã lâu. Có 7. Thứ nhất là hình thức chế định. Thứ hai là hiệp thành chế định. Thứ ba là chúng sanh chế định. Thứ tư là phương hướng chế định. Thứ năm là thời gian chế định. Thứ sáu là hư không chế định. Thứ bảy là tiêu biểu chế định. Ở đây vì chúng ta dùng danh từ chữ nghĩa thì chúng ta hiểu theo cái tên gọi, nó là sai. Đây nó có nghĩa thá, là cái thế. Thành ra đây là quy định ý nghĩa cho được biết, được hiểu về đối tượng. Giống như ngôi nhà cũ thì người ta hiểu rằng cái chỗ ở đó lâu, thì cái đó là nghĩa là cái người ta hiểu rằng, không phải là hiểu rằng đó, mà ta nghĩ đó, biết đến đó là chỗ ở đó lâu thì được. Thì do đó mà về cái thể chế định này nó có 5 loại, hay là 7 loại: hình thức chế định, hiệp thành chế định, chúng sanh chế định, phương hướng chế định, thời gian chế định, hư không chế định và ẩn tướng chế định. Thì giờ chúng ta tìm hiểu thêm một cái thể chế định đầu tiên. Cái thể chế định đầu tiên là gì? Hình thức chế định. À, cái thể nó ở đây là nó thuộc về cái tục đế rồi, cái thể nó không có thật rồi.
nó là cái giả thể, là giả tướng thôi. Đó, thì bây giờ thế nào là hình thức chế định? Mặt đất bằng phẳng có một gò đất, gò đất đất nhô cao lên gọi là núi, chứa nước mênh mông nhiều hơn phần đất liền gọi là biển, vân vân. Đó là hình thức chế định. Đó là cái hình thức, là dựa theo cái hình thức, tức là hình tướng bên ngoài của nó. Nó nắm được thì ta gọi, giống như ta thấy cái hình tướng cao vậy ta gọi, gọi cái đó núi. Còn thấy lớn rộng giống như là nước nhiều rộng ta gọi là biển. Hay giống như vuông tròn đó. Cái vuông này chúng ta thấy cái vuông nó cũng là hình thức chế định, tròn nó cũng là hình thức chế định, méo nó cũng là hình thức chế định. Ví dụ nó nắm được, tức là hình thức vuông tròn dài dắt thì cũng là hình thức chế định. À, đó là cái giả tướng, trước mức là nó là cái hình thức. Chúng ta nhìn cái gì nó phải có cái hình thức đó. Cái thể của nó là phải cái hình thức nó. À, cái giống như cái ngôi nhà lớn nhờ ngôi nhà cao, ngôi nhà rộng gì đó là cái hình thức nó. Đó là cái hình thức nó, thì cái hình thức đó người ta mới đặt cái tên gọi, nó là phần bên này. À, thấy cái hình thức đó ta mới đặt cái tên gọi nó, gọi là hình thức chế định. Do đó mà sơn hà đại địa nghĩa là gì, nó cũng là hình thức á. À, vuông tròn dài dắn lớn nhỏ nó cũng là cái hình thức hết. Thì đó là cái chế định đầu tiên, gọi là hình thức chế định. À, chế định thứ hai là hiệp thành chế định. Thế nào là hiệp thành chế định? Tức là nhắc lại câu hỏi, xin hỏi trả lời không? Vì có các vật liệu như đuôi mè, kèo, cột, vân vân ráp lại thành một ngôi nhà, vân vân, gọi là hiệp thành chế định. Do đó chúng ta học á, nói về ngôi nhà, hay khi mà chúng ta gọi là có ngôi nhà, nói về cái ngôi nhà thì chúng ta gọi nó là cái hình thức chế định. Nhưng mà nếu mà phân tích theo loại thứ hai nữa, cái ngôi nhà tức là nhiều cái bộ phận nó ráp thành ngôi nhà, thì chúng ta nhìn cái khía cạnh mà ráp thành bộ phận của ngôi nhà đó thì lấy theo khía cạnh của cái gì? Hiệp thành chế định. Nè, giống như nói là chiếc xe, chiếc xe đó là chúng ta, cái tướng đó là cái chiếc xe, thì chúng ta đang nói chiếc xe là chúng ta nói hình thức chế định. Vậy cô ý lắng nghe để nắm được cái nghĩa lý này. Nó cũng có gì thì chúng ta phải hiểu trên nữa. Giống như chiếc xe thì chúng ta đang nhìn tới cái hình thức bên ngoài của nó, thì chúng ta gọi là cái hình thức chế định. Còn chúng ta đi sâu gì tiếp thì muốn có chiếc xe thì nó phải có nhiều bộ phận ráp thành. Thì đó chúng ta đang nói đến cái hiệp thành chế định. Mọi người hiểu được cái chỗ này không? Giống như chiếc máy ảnh, chúng ta nhìn chiếc máy ảnh là đó là nhìn bên ngoài đó, là cái hình thức nó, máy ảnh nó có thể vuông tròn dài dắn gì đó. À, nhưng mà làm thành máy ảnh này nó có nhiều bộ phận nó ráp thành. Thì chúng ta đang nói đến cái khía cạnh, cái hiệp thành chế định mà. Vậy bên đại thừa ta nói là nhân duyên nó nhiều duyên. Không phải, không phải nhiều cái đó khác nữa. Cô ráng hiểu theo cái này thì còn mấy đó bỏ qua bên. Từng cái dính dạng nó sẽ làm hư cái trí mình. À, thứ ba là chúng sinh chế định. Thế nào là chúng sinh chế định? Thú, người. Bên nó đọc nó đọc bên nó. Thú, người, trời, tiên, Phật, thánh, thần, ma quỷ, vân vân, gọi là chúng sanh chế định. Chúng sinh. Chúng sinh chế định. Đúng ra cái tiếng nó gốc nó là chữ sinh, nhưng mà người Việt Nam mình nó thường thường nó trại thành cái sanh. Sẽ chỉ gọi là sanh tại vì siêu kỳ quý. Không gọi là sinh mà gọi là sanh. Giống như qua thì gọi là quê vậy đó. Tại vì quý quá là cái đổi những cái tên. À, sơn gọi là sang là mấy cái tên nữa mà mấy ông vua dành cái tên tốt hết, mấy ông ship dành tên tốt hết, là do đó mà gọi đúng tên tốt nó có đó là cái tên của ổng, nó bắt phải đổi cái tên nghĩa là na ná vậy đó. Thành ra chúng ta mới có hai loại cái hình thức là sơn và sang. À, đó là quê là qua vậy đó. Thì bây giờ chúng ta nói chúng sinh chúng sanh, đừng nói cũng có cái từ này mà phải nói là chúng ta thấy cũng khó. Bát chánh đạo và bát chính đạo, đúng cái từ nó là chính, giống như chính trị. Nhưng mà chúng ta nghĩa là đổi thành cái chánh trị là cũng tại ông do ông vua ông lấy chữ chính rồi thì bắt người phụ huynh lấy xài chữ chánh. Mà chữ chánh nếu mà quen rồi, bây giờ trong miền Nam nói nó bắt chính đạo thì người ta nghe được, chứ bắt chính đạo người ta nghe nó đây thường bắt xài, thường ba nói là bắt xài, mà đây là từ tiếng Hán, tiếng chính của người ta. Thành ra cái chữ mà người ta đúng ra tôi gọi là cái tinh tiếng, thì cái chữ tiếng đó người ta đổi thành chữ tấn. Không biết chữ tấn đúng hay chữ tiếng đúng. Thì nếu gốc có lẽ là chữ tiếng là nó đúng hơn chữ cái chữ tấn. Đó là cái từ mà bị trại vậy.
Thì bây giờ chúng sinh chế định. Thế nào là chúng sinh chế định? Thú, người, trời, tiên, Phật, Thánh, Phật, Ma Quỷ, tất cả đều gọi là chúng sinh. Nhưng mà cái chữ chúng sinh, giờ quý vị hiểu chúng sinh là gì? Theo tiếng Hán trước. Chúng sinh tiếng Bali gọi là sắc tác. Chúng ta không hiểu cái tiếng Bali, tức là tiếng Ấn Độ cổ đó. Cái chữ chúng sinh, chúng là chỉ cho cái số nhiều, sinh là muốn nói sinh linh, tức là cái loài mà nó có cái gì, linh hồn à, nó có cái sự sống. Không phải là có sự sống đâu, cái cây cối cũng có sự sống vậy, nhưng loài nó có tình thức, nó có cái sự hiểu biết, nó có tri giác, thì do đó mới gọi cái chữ sinh này chỉ cho sinh linh. Thì nói sinh linh là chúng ta biết rồi. À, sinh linh là chỉ cho dạng loài, nghĩa là người hay bò bay mấy cười gì vân vân gì đó, thì tiếng nghĩa là từ tiếng Hán nó gọi là cái chúng sinh. Chứ thực ra đó nó có một cái từ nữa để nó thế cái chữ chúng sinh này mà chúng ta ít xài. Chữ gốc nó đó đúng ra thì chúng gọi là cái hữu tình. Đây chúng ta để ý cái từ thử. Cái từ gốc nó đúng ra dịch là cái hữu tình. Mà giờ sau này người ta xài cái từ cái chúng sinh, không biết xài từ chỗ nào nó ra cái chữ chúng sinh. Bây giờ ta quen gọi chúng sinh rồi. Thì chúng sinh cũng được, hữu tình được, do hữu tình đó thì nhiều khi nó hai cái chữ này mình xài theo cái việc đó mình thấy chữ chúng sinh có vẻ là nó rõ hơn cái chữ hữu tình. Hữu là gì? Là có. Tình là gì? Tình thức. Tức là có tình thức, có tri giác. Gọi là hữu tình. Từ này để nó dịch cho cái chữ bồ, chữ sắc tá hồi xưa nè, cái chữ này là xưa nhất nè, bồ thí sắc tá, âm là bồ đề tác đỏ, lấy tắt cái chữ bồ đề, lấy chữ bồ, tác đỏ lấy chữ tác thì âm là gọi là bồ tát. Cái chữ bồ tát chúng ta là bồ đề tác đỏ, nó không có bồ đề tác đỏ, nó dài quá thì gọi bồ tát, bồ tát, chứ đúng ra bồ đề tác đỏ, là cái tiếng âm của tiếng Hán, còn dịch cái nghĩa nó là giác hữu tình, bồ thí dịch là giác ngộ. Sắc tá dịch là hữu tình, tức là chúng sinh. Tức là chúng sinh nghĩa là mong muốn cái sự giác ngộ này. Dính mắc cái sự giác ngộ này. Được gọi là nghĩa là Bồ Tát. Cái chữ Bồ Tát chúng ta hiểu đó. Còn nếu dịch cái nghĩa là giác hữu tình. Nhưng mà chúng ta giờ đâu xài giác tình, chúng ta nói Bồ Tát rồi. Thật sự như vậy là tiếng Bồ Đề là tiếng Hán hay là tiếng Việt? Tiếng Hán hết. Tiếng Việt chúng ta đâu có âm bồ thí, bồ là bồ, thí là đề. À, nhưng mà cái tiếng này nếu đọc theo tiếng Bali hay tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ cổ đó gọi là bồ thí sắc tá. Còn tiếng Hán, tiếng Hán nó không đọc bồ thí sắc tá mà nó đọc là bồ đề tắc đỏ. Người Tàu đọc là bồ đề tắc đỏ. Rồi như nó dài quá, người ta ghép hai từ là bồ đề tắc đỏ gọi là bồ tát đi. À, cái chữ bồ tát của từ bồ đề tắc đỏ. Nhưng mà nó có một từ nữa, chúng ta chớ lẫn lộn nha, nó có một từ nữa. Từ nữa gì? Bồ Tát. Chị nghe chữ Bồ Tát không? Bồ Tát. Ở chùa Bồ Tát, mấy cô làm lễ Bồ Tát. Bồ Tát thì chữ âm tiếng Bali là từ tiếng gì? Bồ Tát. Tiếng Ấn Độ cổ tiếng gì? Cái Phạn là tiếng gì? Thầy biết thôi. À, thì cái từ cái chữ mà nó xài chữ dài á là ú bồ sát thác, ú bồ sát thác, còn nghĩa là còn gọi tắt đó là bồ sát thác.
bồ sát thá. Thì bồ sát thá nó âm bồ sát thá là bồ, bồ nó âm là bố, sát thá là tắc. Lấy chữ tê âm lấy chữ thá cũng như chữ này. Nghĩa là gì? Bồ tát. Không, chữ này bố tát là đâu phải bố tát. Bố nghĩa nó là gì? Là tục giới đó. Rồi đây, Phan, từ từ hiểu tới. Đừng có giỏi. Chữ xăng khá. Nà, chữ cái chữ xăng thì nó âm là chữ tăng. Khá là âm giờ là chữ già, xăng khá. Khá là âm là tăng già. Nên là tăng già thì bỏ chữ già lấy chữ tăng thôi. Giống như chữ Phật Đà, bùa Bút Thá âm là Phật Đà thì bỏ chữ Đà lấy chữ Phật. Cũng như là Ma La. Ma La là gì? Là Ma Dương thì bỏ cái chữ La lấy chữ Ma. Đó, thì người tạo nghĩa là tắt không biết là cái lục tắt là có thì đời nào mình không biết. Còn Bô Sách Thá hay là Bô Sách Thá à, cái âm này dịch cái nghĩa nó dịch dễ hiểu là trai giới, trai ngày trai giới, và nó chỉ cho cái bát quan trai giới. Chúng ta mà thọ thì bát giới đó, bát quan trai giới đó, nó chữ là cái Bô Sách Thá hay Bô Sách Thá này nó có thêm cái si lá nữa là bát quan trai giới. Nhưng mà cái chữ Bố Tát đúng ra cái ngày đó, cái nghĩa gốc sâu xa của nó, bô nó là nó là cái nó từ cái chữ bí là uống, ô sách thá là thuốc, ngày đó là uống thuốc đó. Hay là đi cái chữ uống, còn ra uống bô sách thá là nó đi vào để nó ở. Nói cách khác hồi xưa đó, uống bô sách thá là nó chỉ cho cái ngày. Cái ngày gì? Một tháng có 6 ngày. Uống Bồ Sát Thá là ngày Bồ Tát là mùng 8. Nếu mà tính theo tháng độ nó tính là lấy nửa tháng là tính, giống như thượng quyền hạ quyền, thượng tuần hạ tuần, lấy tuần đó là ta nói. Thành ra ngày mùng 8 của thượng tuần chính là ngày 23 của hạ tuần, 29 của cái thượng tuần tức là, xin lỗi, 14 của thượng tuần tức là 29 của cái hạ tuần, và 15 của thượng tuần tức là cái 30. Ngày 8, ngày 14, ngày 15 của tuần tăng đầu, ngày 8, 15 của tuần tăng ngày sau. Thành ra chúng ta gọi theo cái thứ tự lịch đó là ngày mùng 8, 14, 15, 23, 29, 30. Đó là 6 ngày. Hồi xưa giữa Bắc Quan Trai Giới, ta dựa theo 6 ngày là thọ Bắc Quan Trai Giới. Mà nếu nó thủy tổ mà của cái Bắc Quan Trai Giới mình hồi xưa đó, cái này là thông lợi của đời của thế gian, của cái Bà La Môn giáo. Hồi xưa tới những cái ngày này người ta đến cái tu viện của người ta, tu viện Bà La Môn giáo. Ta nghe thầy giảng dạy trong 6 ngày, người Phật tử một tháng ta bỏ ra 6 ngày để ta đi. Giống như bây giờ Thiên Chúa người ta cũng có 4 ngày chủ nhật. Đó 4 ngày đó phải đi nhà thờ đó, đi chùa đó. Đi nhà thờ đó là 4 ngày đó. Còn Phật giáo mình nó đúng được gốc hồi xưa, gốc Bà La Môn giáo một tháng có 6 ngày. Thì lúc mà Đức Phật đầu tiên mà Đức Phật giác ngộ, Đức Phật dạy thì chưa có dạy cái 6 ngày này. Rồi cái nhu cầu của Phật tử người ta nói là bên kia người ta có 6 ngày. Người ta đến chùa, đến tu viện người ta, để ta nghe giải pháp, để ta học pháp, để ta tu. Mà trong khi đó là Đức Phật nghĩa là Đức Phật chưa cho định thì không ai dám làm. Thì Đức Phật mới xét thấy đây là cái thông lệ, cái chung của nghĩa là cái Phật giáo ngày xưa cũng như bây giờ. Thì Đức Phật nói rồi, Đức Phật đồng ý cho 6 ngàn này, các ngươi, tức là những hàng Phật tử, được đến chùa để mà nghe mấy sư thuyết pháp. Và chế định mấy sư ở chùa thì trong 6 ngày này phải có nhiệm vụ giải pháp, thuyết pháp cho các Phật tử ta nghe, giảng đạo cho ta nghe trong cái 6 ngày. Đó là 6 ngày đầu tiên. Nhưng mà sau khi mà Đức Phật niết bàn rồi, chư thánh tăng mà ta mới thấy rằng, chư tăng cái tập ta thấy rằng từ mùng 1 đến mùng 8 nó cách xa dài quá tới 8 ngày. Thành ra nghĩa là đôi khi người ta dễ vui. Thế là lâu quá không đi chùa thì người ta lơ lơ là thành ra mới chế định thêm ngày mùng 5. Nữa thì 1 2 3 4 5 là tới ngày đi đến chùa. Là tới ngày để thọ Bát Quan Trai Giới. Và cũng vậy từ nghĩa là 15 rồi, 16 17 18 19 20 21 23 lâu quá thì lấy ngày 20. Tức là ngày mùng 5. Tương đương ngày mùng 5 đó, lại thêm 2 ngày nữa Bát Quan Trai Giới. Thì lúc đó mới Bát Quan Trai Giới là có 8 giới thì thọ trì trong 8 ngày này. Người nào thọ trì nó đúng trong 8 ngày mới gọi là Bát Quan Trai Giới. Còn ngoài cái ngày đó là chưa phải gọi là Bát Quan Trai Giới. Đó là hiểu chưa? Thì lúc đó đó, cái chùa đó, đây tôi nói, chúng sanh nè, ta là bệnh nhân hết. Bệnh gì? Nó có. Bệnh tham, bệnh sân si, đây nói theo pháp chúng nó trong đời. Tham sân si. Bệnh tham, bệnh sân, bệnh si. Rõ ràng bệnh tham si. Thì bây giờ Đức Phật ra đời, Đức Phật thuyết pháp để độ chúng sanh, độ cái gì? Đức Phật là bậc đại dương, độ chúng sanh hết bệnh tham, hết bệnh sân, hết bệnh si. Mà bây giờ muốn độ hết bệnh thì sao? Mình có bệnh sao? Phải đi bệnh viện. Bệnh nhân phải đi bệnh viện.
thì chùa nó giống như là bệnh viện. Và mấy sư chư tăng á, lúc bây giờ về chư tăng đi đó thì giống như là bác sĩ. Ha, đi tới thì bệnh viện là sao? Trước mắt là cho uống thuốc chữa bệnh. Thuốc chữa bệnh là gì? Tám cái giới, bác quan là giới, tám giới là cho uống thuốc thì uống thuốc không có thiên giảm, bớt bệnh gì? Bớt đi cái bệnh tham, bớt đi bệnh sân, bớt đi bệnh si. Thì đó là mất trước hết là cho uống thuốc ra trước thôi, rồi bắt đầu học thêm nữa, đó học về giới, học về định, học về tệ, thì dùng giới định tệ mới trừ được cái tham sân si. Thì trước mắt là cho họ uống thuốc từ từ. Đó, cho uống thuốc thì do đó chữ bồ sát thá có nghĩa là uống thuốc đó. Bồ sát thá là thuốc, còn cái bí của bồ sát thá là bồ tát. Đó thì ta lấy cái tắt là đủ rồi. Nó hai chữ đó thì cộng lại thành chữ bồ sát thá rồi đi gọi chữ bác quan thì giới gì để uống thuốc bây giờ đi chữa bệnh vô chùa họ bác hồi xưa người ta thường thường thì vô chùa người ta họ bác để cho chắc ăn cách ly hết nghĩa gì thường thường người bệnh phải cách ly chứ chúng ta ở nhà thì dễ dàng chúng ta phạm giới giống như về nhà cũng buôn bán làm ăn thì chúng ta ưa hay nói dối hay là sát sanh gì đó là vô gặp người ta tu thì bắt đầu giống như vô đây có mấy sư bác sĩ chữa bác sĩ là cấm ngăn thì phải làm cái gì mà phạm về mấy giới này là bác sĩ nhắc phải nhở rồi cách ly của môi trường đó là cái nghĩa của cái bồ sát thá bồ tát thì chúng tôi dạy thêm cho vậy chứ thực ra chúng ta trở về cái gốc của chư sát ta là chúng sinh đó thì đó là cái hữu tình thì đúng ra dịch cái hữu tình thì nó sát hơn cái chỗ này nhưng mà thực ra nó cũng người cái này là cái trí cái văn hóa của Ấn Độ văn hóa của Phật giáo trí Phật giáo chứ không phải là cái này là cái trí của người ta thành ra người ta không hiểu được cái từ này không thấy từ nào diễn đạt họ mới phiên một cái âm tạm như từ giác hữu tình chữ sát ta thôi. Chứ nghĩa sách tá là gì? Sách tá là cái người dính mắt. Dịch theo tiếng Hán là trước giả. Người bị dính mắt. Dính mắt gì? Dính mắt tham, dính mắt sân, dính mắt si. Người nào cũng dính tham, si, sân, si đó. Hoặc là dính mắt, đó là định nghĩa theo thấp thì dính tham, sân, si. Định nghĩa cao là dính trong sanh tử luân hồi. Cái người còn dính trong sanh tử là còn ở trong sanh tử luân hồi là người còn dính. Dính cái phiền não, tham, sân, si và dính mắt trong sanh tử luân hồi. Do đó chúng sinh thì gọi là cái người dính mắc tham si. Còn Đức Phật cũng gọi chúng sinh. Nhưng mà không có nghĩa đó mà Đức Phật là còn cái thân mà còn trong sanh tử luân hồi là còn gọi là sát tá. Bây giờ nên nhớ cái chữ sát tá nó nghĩa nó thâm sâu cái góc đó nên do đó người ta không dịch được nghĩa là cái tá này thì tạm gọi dịch hữu tình là chỉ cho sát tá là đây. Sát tá con người là sát tá, con thú là sát tá, chư thiên cũng là sát tá. Đó là cái âm đó. Nhưng mà chữ chúng sinh này á thì nó có một từ này có thể chúng tôi nghĩ cũng một từ này cũng cần. Bút thú là nhiều, chá ná là sinh. Chúng này cho chỉ số nhiều, sinh, bút thuốc chá ná. Tức là người nó sinh cái gì là cái nhiều, chúng sinh có thể chỉ chúng sinh là dịch này chứ. Nhiều là chúng là được, chưa chúng gì đó là số nhiều, sinh là này được. Mà bút thuốc chá ná là gì? Thì bút thuốc chá ná này là chúng ta dịch theo thông thường. Phàm nhân, phàm phu, phàm nhân. Phàm là gì? Thì cái người phàm mà tham si nó nhiều. Cái này là nhiều nè, nhiều tham si là người sanh nhiều tham si thì lúc nào chúng ta cũng sanh tham si nhiều rồi. Đó. Là cái phàm nhân chúng ta hiểu tới đó thôi. Thì do đó trong một cái này 121 cái tâm này nè, chúng ta xài nghĩa ít lắm chỉ xài có mấy chục cái tâm ở trên đây thôi. Đó, thì trong đây là tâm này tâm bất thiện. Nha, đây là tâm tham. Nó tám loại, tâm sân có hai loại, tâm si có hai loại. Còn đây là cái tâm thiện là tám cái tâm thiện này nó ít hơn tham si. Nhưng mà chúng ta ít bây giờ chúng ta xài những cái tâm này rồi. Còn tâm này là chỉ tới giờ tạm gọi tâm duy trì đời sống chúng ta thôi. Cái này nghĩa là tâm chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm đụng gì đó không bằng thì cái đó là cái nào học rồi thì quý vị biết. Đây chúng ta chỉ giảng sơ thôi. Thì do trong một ngày đó chúng ta thấy chúng ta thường thường cái tâm xa tham chúng ta sanh lên. Tham ăn, tham uống, tham gì đó không bằng. Hoặc chúng ta sân hận, chúng ta tức tối, chúng ta bực bội gì. Hoặc chúng ta si mê. Thường thường người đời tham với si thì nó đi chung, sân với si nó đi chung. Còn cái thiện chúng ta đó, cái tâm thiện đó, tâm tốt này thì chúng ta ít xài. Bởi tâm thiện này chúng ta tại sao ít xài? Bởi tâm thiện này chúng ta phải làm việc gì? Làm việc tốt. Làm việc tốt thì chúng ta phải bố thí, chúng ta phải trì giới, chúng ta phải tham thiền, chúng ta học pháp, chúng ta phải thương người, giúp người gì đó vân vân. Những cái điều thiện, điều tốt đó thì chúng ta ít cái xài những tâm này. Mà xài những cái tâm đó là gì? Cái tâm tham lam, tâm tà kiến, tâm ngã mạn,
tâm sân si, tâm nghĩa là ganh tị, hay là tâm bỏng sẻn, tâm hối hận vân vân, hay là tâm vô tàm, tâm vô quý gì đó vân vân, thì những cái này nó học trong cái này. Thì cái đó là phần học qua rồi. Bây giờ tiếp theo về cái chúng sinh chế định. Đó. Do đó thú người trời Phật tiên thành được điều nghĩa là chúng sinh chế định, mà chính nó là cái bản thể pháp này. Đó, đó là bản thể của quần, là nó có thật của cái phần đó. Rồi bây giờ chúng ta học tới cái phương hướng chế định. Thì chúng ta nãy là chế định về người rồi, chế định đây là con người, đây là con thú rồi. Và chúng ta nhớ dựa theo con người, thú dựa về hình tướng á, thì nó thuộc về cái hình thức chế định. Còn cái rác thành con người là cái gì? Thì nếu nói theo Phật Pháp thì chúng ta gọi là 32 thế trượt. Thấy không? Như là tóc, lông, móng, răng, da thì chúng ta bao nhiêu bộ phận chúng ta mới rác là con người, là chúng ta đang nói về cái hiệp thành chế định. Còn nếu chúng ta nghĩa là đây là cái đây là một loại chúng sinh thì chúng ta gọi là chúng sinh chế định, rác thành con người, rác thành con thú, rác thành chư thiên gì đó. Rồi bây giờ chúng ta nói tới một cái điều chế định thứ tư là phương hướng chế định. Thì cũng vậy, chúng ta căn cứ cái mặt trời mọc lên thì chúng ta gọi là cái phương đông, chỗ mặt trời lặn xuống thì chúng ta gọi phương tây, bên tay phải thì chúng ta gọi phương nam, nghĩa là bên tay trái phương bắc. Chúng ta căn cứ và đứng trên cái trái đất này, nhưng mà đứng trên ngoài trái đất này thì cái phương hướng nó không còn giá trị nữa. Đâu là đông, đâu là tây, đâu là nam, đâu là bắc, thấy không? Tại chúng ta dựa theo mặt trời, nhưng mà chúng nếu giả sử chúng ta đứng trên mặt trời, chúng ta dựa đâu để chúng ta xét hướng đông tây nam bắc, thì do đó cái chế định của loài người hướng trước hướng sau, hướng phải hướng trái hướng trên hướng dưới gì đó là có cái chế định định đặt dựa theo cái hình thức mà nó có rồi đó. Chúng ta không phân biệt đây là hướng đông hướng tây hướng nam bắc gì đó, đó gọi là cái phương hướng chế định. Thì do đó giờ đọc thế nào là phương hướng chế định? Hai. Sư đồ, đây là sư cô chính mình, trang ba đó sư cô. Dạ. Đông tây nam bắc trên dưới vân vân gọi là phương hướng chế định. Đó thì chúng ta dạy chế định rồi, bây giờ tới phần cái thời gian. Thời gian chế định. Thế nào là thời gian chế định? Mình trả lời đi. Xuân hạ thu đông giờ tí giờ sửu, 1 giờ 2 giờ sáng trưa chiều vân vân gọi là thời gian chế định. Thì đó là cái này là chế định ra, thì con người chúng ta nó chế định là về nó dựa theo mùa, là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, hay là về giờ, giờ tí, giờ sửu vậy đó. Bây giờ theo nghĩa là bên Tàu anh ta gọi là tí sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu, chứ bên Tây phương này nó đâu có tí ngọ mẹo dậu gì đâu, nó chỉ nói 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thôi. Đó thì đó là cái giờ đó cũng là chế định. Còn xuân hạ thu đông thì cái mùa bên đây sẽ nói là gì, spring gì đó, thế mà mùa gì, mùa xuân bên Việt Nam gọi là mùa gì, giờ này bên của mùa hạ nha, mà 1 2 3 đó là mùa xuân, còn tháng 4 tháng 5 tháng 6 là mùa hạ rồi, thì bây giờ tháng nó tới tháng 5 rồi đó, giữa cái là mùa xuân gì đó, thì đó là có cái mùa chế định, dựa theo một cái hình thức gì, dựa theo cái có đó thì đặt cái xuân hạ thu đông theo cái thời gian nữa là chế định đó, ngày sáng trưa chiều tối gì đó. Rồi bây giờ hư không chế định, thế nào là hư không chế định? Những chỗ trống, kẽ hở, khoảng hư không như giếng, hang, hào, hố, huyệt, ao, đầm, đìa, sông, rạch, vân vân, gọi là hư không chế định. Đúng ra nếu mà gọi cái đầm, đìa, sông, rạch thì nó cũng không phải là hư không chế định. Con nước. Con nước, đúng rồi. Còn đây là cái chỗ trống này nè. Đó, do đó một cái chỗ trống hay kẽ hở bỏ hư không như là giếng, cái hang cũng được, cái hào cũng được, cái hố nó cũng được, cái huyệt nó cũng được, nhưng mà quyệt, cái ao, cái đầm, đìa, sông, rạch, mà ao thì nào không có nước, đầm thì nào không có nước, đìa nó không có nước, sông nó không có nước, hay là rạch không có nước, thì chỗ trống đó thì gọi là cái khoảng không, tức là khoảng không, tức là hư không chứ được. Thầy, ví dụ như nước, trong nước cũng có không khí thì cũng có thể không có được. Cái này là nói là cái tướng bên ngoài chúng ta nhìn thôi. Rồi rồi bây giờ nói về hư không chế định nha. Giờ sư nghĩa là sẵn dịp có một số Phật tử mới từng nghe, các quý vị có lẽ là cũng có từng nghe câu sắc tức thì không, không tức thì sắc. Vậy thế nào là sắc tức thì không, không tức thì sắc? Không tức là sắc, mà sắc tức là không. Là bởi vì cái từ mà sắc tức thì không, không tức thì sắc này thời Đức Phật không có nói, mà do tới cái thời của Tổ Long Thọ là khoảng nghe là đâu 700-800 năm hay 600-700 năm gì vậy? Ông Tổ ông ra nè. Ông Tổ đó lúc đó ông nhìn như thế nào, ông phát minh ra cái thuyết Bát Bất Trung Đạo ông, mà trong đó cái điều quan trọng nhất là sắc tức thì không, không có sự sắc.
là bởi ông suy nghĩ như thế, ông nhìn nó, đây là cái khoảng không, đây là sắc, khi đồng ý không, chỗ này là gọi là không, đây là sắc. Còn tại sao sắc này tức là không, không tức là sắc, thì ông suy nghĩ một cách người Ấn Độ người ta có. Bây giờ đó thì đây là cái sắc này, sắc lớn đi, giờ nó sắc nhỏ nhất, nó gọi là vi trần. Cái gì biết vi trần không? Yeah. Vi trần là gì? Là nhỏ. Không, để cho mấy người mới trả lời, chúng ta người cũ chúng ta, nghe rồi thì chúng ta nói vậy là để người cũ ta nghe như thế nào để mình biết. Bởi nhiều khi chúng ta nghe danh từ chúng ta xài chúng mà chúng ta cũng chưa có đi sâu vào danh từ của tiếng Hán. Vi trần là gì? Vi trần là bụi cực nhỏ. À, bụi nhỏ thôi, cực nhỏ. Vi nó là gọi là nhỏ, trần nó là bụi. Vi trần là bụi nhỏ, mà bụi nhỏ là bụi nhỏ, là chỉ cho bụi nhỏ nào gọi là vi trần. À, thì chúng ta thấy thường thường mặt trời nó chiếu vô nhà chúng ta, nó thấy những cái bụi li ti đó. Vì nó những cái bụi li ti này á, cái mắt thường chúng ta không thấy được, nó đang ở trong không khí nè, không thấy được. Mà những bụi này á, theo chúng tôi nghĩ nha, chưa biết đúng sai cái giả thuyết thôi, nó phải đi xuyên qua tường mới chắc được. Vì nó nhớ nha, do đó vì đóng cái cửa phòng kính đi nữa là mấy cái chất bụi đó nó vô từ từ nó mới lắng xuống, nó mới đóng được bụi. Bỏ lâu ngày cái gì về nó mới đóng bụi này đâu có, nó trong phòng này nó kính ra đâu có gì vô đâu mà bụi. Ha, thì những bụi nó xuyên qua tường, xuyên qua vách, xuyên như không nó mới nằm đó. Bây giờ nó nhớ những cái bụi đó. À, đó là cái giả thuyết thôi, thì có đừng chứng minh để dành nhà khoa học. Nhưng mà đây là nói theo một giả thuyết là bây giờ cái chứng minh. Do đó cái phòng chúng ta đóng kính cỡ nào đi một thời gian nó cũng có bụi rất nhiều. Tức là kính á, chẳng qua là nó xuống ít thôi. Chứ còn để trống thì nó bụi rất nhiều. Để lâu một thời gian là quý vị thấy cái đấy là đóng bụi rất nhiều. Do đó cái mặt đất này đó, nếu mà để lâu giờ nào nó đóng bụi, tại sao bây giờ ta khảo cổ? Có cổ là lớp bụi nó đóng nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm rồi ta đào sâu xuống đất. Vì thế đó, ta đào sâu chúng ta có thấy được cái nền chưa? Giống như bây giờ chúng ta thấy cái nền giờ thì, thật ra nghĩa là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, lâu ngày, thì tháng 100 năm, 1000 năm thì đất từ từ nó bụi nó cứ đóng dày lên. Đó là những cái đó gọi là vi trần. Thì cái vi trần nó bụi nhỏ đó, thì theo cái người Ấn Độ ta nghĩ là bụi nhỏ này mình chia chẻ ra. Cái người Ấn Độ không biết họ có phương tiện là chia chẻ không, mà họ dùng lý luận như chia chẻ. Cái bụi nó chia chẻ đến 16 lần. Chẻ nhỏ là thành 16 lần, giống như cái mũi nó chẻ lần 2, lần 4, lần 8, lần 16 luôn. Thì họ chẻ cái vi tần đó, theo lý luận của họ nha, tôi nghĩ là hồi xưa chắc họ có phương tiện. Mà phương tiện cái nào là bây giờ thì có học thì có thể chẻ được, là nó dùng kiến gì để chẻ. À, chẻ đó thì do đó mà ta mới có chế được bông nguyên tử, là ta đi nghĩa là những cái máy gia tốc người ta là chẻ mấy cái điện tử nó bắn bể những cái nguyên tố nguyên tử đó nó ra để mà đi giải phóng cái điện tử đó mà chẻ được, chứ không phải chẻ được. Hồi xưa không biết là chẻ được như thế nào, nhưng mà theo cái giả thuyết của sư đó là khi lúc bây giờ người ta tu mà ta có tâm nhãn rồi và có thần nhãn rồi, người ta có thể thấy được đó, người ta có thể dùng trí để chia chẻ được. Cái này nó giống như thuật phép rồi. À, thì chia chẻ 16 lần thì cái đó gọi cái tên gì? Gọi là lân vi. À, vi nó nhỏ, lân này tức là muốn nó là nó từ cái vi trần nó chẻ 16 lần nó trở thành lân vi. Một cái vị trí đó một cái nhỏ. Là từ lân vi này ta chỉ chẻ 16 lần nữa. Thì nó ra cái gì? Nó ra gọi cực vi. Tức là nhỏ cùng cực rồi. À. Xin lỗi. Cái từ vi trần này nó chẻ nhiều đó, 16 lần nó thành cái cực vi. Thì cực vi này chẻ 16 lần nó tới lân vi. Và lân vi này chẻ 16 lần nữa nó tới lân hư. Lân là lân cận đấy. À, lân cận là lân hư là hư gì? Hư không. Đó. Thì tới 16 lần nó gần như không rồi. Mà bây giờ chẻ 16 lần nữa nó nát tan hết rồi. Thì nó chính là hư không. Thì do đó ông nói là sắc này tức là cái không. Không này nó cấu tạo, nó hợp thành cái chất ngại thì nó thành cái sắc. Chứ không phải, rồi cái sắc này nó cũng chính là không. Thì vì sao vậy? Bởi bản thân mà nó đã chia chẻ rồi, nó thành cái không rồi. Nhưng mà do nghiệp thức của chúng sanh mà nó có hình thức là cái chất không và cái chất ngại. Cái gì nên nhớ không? Thì do nó không phải đợi nó hoại rồi nó mới trở thành không. Mà bản chất nó chính là không rồi. Vì sao vậy? Chẻ, vì giống như bụi chẻ nát hết trơn thì nó trở thành cái gì? Cái không thôi. Thì do nghiệp chúng sanh thì nó mới hình thành ra đây là cái sắc, đây là cái không. Thì do đó mà cái lý luận này đó thì nhà khoa học bây giờ đã chứng minh rồi. À, vật chất tức là năng lượng. Năng lượng tức là vật chất. Khi nào giải phóng cái vật chất này ra nó sẽ trở thành năng lượng. Và năng lượng nó cô động lại nó trở thành vật chất. Do đó trên thế gian này không có cái vật nào mất đi. Mà nó biến đổi từ hình thức này sang hình thức khác. Chẳng hạn như bây giờ cái đây là cái này. Chúng ta đốt cái trái nó tan. Chúng ta nó mất.
Chứ thực ra mắt mà nó chuyển biến từ cái hình thức, từ cái vật chất này nó trở qua năng lượng hay trở thành một cái hình thức loại khác, giống như nó đốt lại thành cái tro tàn, rồi cái nào trong đây đó nó giải phóng được ra thì nó giải phóng ra thành khối, bây giờ nó nhớ nó thành khối, nó có là hình thức vật chất khác. Thành ra cái nước đây với cái biển á, chúng ta thấy nó nóng rồi nó bốc hơi lên, nó không còn cái nước nó bốc hơi lên thì nó thành mây. Rồi từ mây nó nhiều quá nó tụ nó gom dần từ từ ra cái nó trở thành nước. Do đó cây nước á hay là cái mây đó, nó nếu mà giờ đánh mà giờ mình coi nó thuộc về cái gì trong cái chế định này đây, cái nước cái mây, nước mây nó thuộc về cái hình thức chế định nha, mây tròn mây dài mây dài mây dẹp mây cao mây lớn mây thấp mây nhỏ gì đó, thì đó là cái hình thức chế định và cái hiệp thành của nó. Nếu mà giả sử đám mây nó là nhiều cái mây nó hợp thành cái đám mây thì đó nó thuộc về cái hình thức của cái chế định. Nó còn nắm được không? Đó là hình thức chế định. Thì do đó bây giờ nó tới cái phần nghĩa là của cái hư không chế định này, thì sáng dịp sư cũng nói thêm cái nữa cho những Phật tử mới là nghe. Cái này á, cái pháp này gọi là pháp siêu lý, cái bản thể, cái thực tướng của dạng pháp. Còn này là cái giả tướng của dạng pháp. Thì cái bản thể thật này nó cũng giống như là cái chất vàng, đây là cái chất vàng. Còn làm ra cái này là cái gì? Là nữ trang. Nữ trang dòng vàng cà rá lắc nhẫn gì đó, hình thức gì đi nữa, cái đó nó thuộc về cái giả tướng. Bởi bản chất nó là chính là cái chất vàng. Tại sao khi mà người ta xài đã là ta không chịu, ta đổi thành hình thức nào đâu không biết. Rồi ta nấu lại thì nó trở lại cái bản chất vàng. Điều ấy như thế nào? Đức Phật cũng dạy chúng sanh chúng ta cần phải luyện cái Phật tri kiến để chúng ta thấy bản chất của chúng sanh là gì. Bản chất chúng sanh đây tức là nó là tâm sở hữu sắc pháp. Đó, dùng danh từ đó hoặc là danh và sắc. Con người chúng ta nghe chúng sanh thì có hai phần, danh là cái phần tâm, còn sắc là hình thức cụ thể. Chúng ta thấy đây là sắc là cụ thể. Thì nếu mà chúng ta chia theo cái kiểu mà Đức Phật nói theo cái mệnh đề là quẩn, ngũ quẩn, thì còn có đây được gọi là sắc quẩn. Đây gọi là thọ quẩn, đây gọi là tưởng quẩn, còn lại 50 cái sở hữu tâm này đó nó gọi là hành quẩn, còn tâm này nó gọi là thức quẩn. Thì tại sao gọi là quẩn? Quẩn là gì? Quẩn là tiếng Tàu nó chỉ cho cái nhóm. Người ta có nhiều cái danh từ để chỉ nhóm đó. Cái chúng cũng là nhóm, là hiệp cũng là nhóm, là tổ nó cũng là nhóm, tụ nó cũng như nhóm, đoàn nó cũng nhóm, hội nó cũng là nhóm. Nhưng cái nhóm để chỉ cái này họ dùng cái chữ quẩn. Hình như là cái trò chơi mà trí quẩn đó. Trí là cái vị trí, quẩn là cái nhóm, tức là sắp đặt thành cái nhóm nhau, cái hình thức trò chơi chữ quẩn màu xanh màu vàng màu đỏ nó làm đó. Chữ quẩn nó có nghĩa là nhóm. Thì do đó mà ngũ quẩn là năm nhóm, mà sắc quẩn là cái nhóm sắc, đây là cái nhóm sắc. Thọ quẩn là nhóm thọ, chẳng hạn như thọ này có thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả này đó. Tưởng nó cũng vậy, sắc tưởng, thinh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng, hành nó là quá trời rồi, thức nó cũng quá trời, đó là nghĩa của quẩn. Thì Đức Phật á, này thiếu cái đồng hồ. Rồi sáng dịp thôi, để tôi cũng giảng thêm một thời pháp này cho mấy người này cho nghe im lặng. Rồi Đức Phật ra đời, mục đích Đức Phật ra đời là gì? Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Khai tức là mở, thị là chỉ cho thấy, nhập là gì, để ngộ là gì, để cho chứng ngộ. Và chúng ta thấy nhiều khi chúng ta thấy bằng gì? Bằng mắt nó chưa đủ đâu, mà thấy bằng tâm, thấy bằng trí. Rồi chúng ta mới ngộ được. Thế thì có thể nó thấy bằng tâm bằng trí mà dùng chi ngộ nhập, tức là chúng ta đi vào cái tri kiến Đức Phật. Tri kiến Đức Phật là gì? Tri kiến Đức Phật thì nhìn nghĩa là chúng sanh, nghĩa là có khi Đức Phật nhìn chúng sanh theo cái pháp này gọi là pháp chân đế. Tức là cái chân thể của nó đó, chúng ta hiểu theo cái chân thể bản thể của nó. Và đôi khi Đức Phật nhìn theo cái chế định cái tục đế, cái sự thật đó nào. Chẳng hạn giờ thật đời ai cũng biết, nó là con người, người nam, người nữ, người già, người trẻ. Chứ thật ra con người cũng có, mà chỉ có bản thể của nó thôi. Con người chúng ta chính là danh và sắc, con người chúng ta tức là ngũ quẩn. Người nam cũng ngũ quẩn mà người nữ cũng ngũ quẩn thôi. Đó danh từ chuyên môn đó. Nhưng mà nói vậy thì có nhiều đây, nhiều bác thì nhiều khi chưa có từng nghe. Cái pháp này là cái trí tuệ của Phật. Phải nói, nếu mà nói theo tam tạng, nó có gọi là tam tạng cũng được. Tám môn, bốn ngàn pháp môn mình cũng được. Mà nếu mà nói cho nghĩa là hạng cuộc hơn nữa thì nó trong tam tạng có ba tạng: tạng kinh, tạng luật và tạng luân. Tạng
tặng kinh là 21.000 pháp môn, tặng luật là 21.000 pháp môn và tặng luân là 42.000 pháp môn, thì đây là 42.000 pháp môn nằm trong này. Thì khi nào chúng ta học chúng ta mới biết. Thì do đó mà trong cái hồi xưa chúng ta có nghe một cái câu chuyện Bần Tăng trước khi đi tu á, 30 năm trước thì Bần Tăng thấy sông là sông, thấy núi là núi. Sau khi Bần Tăng lên đạo, lên núi học đạo với thầy thì Bần Tăng thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Còn bây giờ Bần Tăng học đạo rồi, Bần Tăng xuống núi là 30 năm sau, tới là đến bây giờ Bần Tăng vẫn thấy sông là sông, núi là núi. Cái câu này được truyền tụng rất là nhiều, không biết là các vị có từng nghe không? À, những người cũ thì nghe rồi, thì cũng nói để cho người mới người ta Bần Tăng nghe. Đó, thì cái câu mà ông nói đó, tức là Bần Tăng 30 năm trước khi đi tu Bần thấy sông là sông, thấy là núi đó. Là thấy theo đời, thấy thế gian, thấy như bao nhiêu mọi người đều thấy, ai cũng thấy đó là sông, đó là núi. Không ai có thể chối cãi, đó là cái sự thật. Nhưng mà sự thật này của đời, của thế gian chứ chưa phải sự thật của Pháp. Thành ra Đức Phật ra đời, Đức Phật khai thị mà gặp chúng ta, Đức Phật nói rằng đây không phải là sông, đây không phải là núi. Sông là đất nước với gió, núi cũng là đất nước với gió. Thì khi ông lên học đạo với thầy, thầy nói đất nước với gió, đất nhiều thì nó thành núi, đất ít thì nó thành sông, hay nước nhiều nó thành sông mà nước ít thì nó thành núi. Thì bản thể nó chính là đất nước với gió thôi. Đó. Thành ra khi ông lên đạo học đạo thầy cũng biết thì nhưng mà khi xuống trở về thế gian thì ông đã trở về thế gian, ông nói chuyện thì nói chuyện không có nói chuyện theo pháp được mà phải nói chuyện thế gian. Thành ra nghĩa là người ta hỏi ông là thưa ta thưa hòa thượng ở đâu, hòa thượng đến đây chẳng lẽ nó Bần Tăng ở trên đất nước lửa gió, Bần Tăng đi xuống hay Bần Tăng ở bên đất nước lửa gió đi qua, giống như đi qua sông đấy. Thì ông nói đúng, ông nói sự thật chứ phải không? À, nhưng mà ông nói sự thật đó là tao nói ông này điên rồi. Lên chùa học đạo đi, ông điên rồi, ông nói đất nước lửa gió, đất nước lửa gió thì đây là núi, đây là sông, không ai biết đất nước lửa gió là gì cả. Nhưng sự thật á, người đời mới là điên, người đời mới là sai, sai người điên. Nên do trong Phật có danh từ là điên đảo. Điên đảo là người điên nó thấy ngược ngạo, thấy khổ là lạc, thấy lạc là khổ. Nó thì do nó thấy điên đảo, nó thấy cái thật là cái giả, mà thấy giả là cái thật. Thế nó thấy núi là cái giả, núi là cái giả, giả tướng, mà thật tướng nó là đất nước lửa gió. Cái sông này đó là nó thấy cái giả, sông này nó giả tướng đó, mà chính nó là đất nước lửa gió. Thành ra khi mà ông xuống đời đó, tuy là học biết được như thế đó, nhưng mà cũng phải thuận theo thế gian thì cũng đã Bần Tăng trong núi đi xuống. Ông nói cái sự thật cho nhau không có lỗi, bởi sự thật này của đời. Còn sự thật của Pháp đây, cái này gọi là Pháp siêu lý hay chân đế, là sự thật của các bạn thể Pháp đó. Nhưng mà sự thật của thế gian thì Đức Phật phải dùng sự thật thế gian nói chuyện với thế gian. Cũng nó có con người, có thú, có chư thiên. Chứ thực ra không có người, thú, chư thiên, mà có danh, có sắc thôi, có tâm, có sở hữu, sắc pháp thôi, có sắc thọ tưởng hành thức thôi. Thì nói vậy là quý vị có lẽ chưa có lãnh hội được cái ý nghĩa này. Còn thêm một cái ví dụ nữa quý vị ta hiểu được. Ví dụ là gì? Ví dụ giống như những nhà khoa học. Chúng ta thấy rõ ràng hồi khoa học còn nhỏ còn nít á, cha mẹ cho uống gì? Uống nước. Lỗi vì chúng tôi uống nước. À, rõ ràng đây chúng ta uống gì? Uống nước không? Nhưng mà khi mà đứa bé mà nó học lớn lên và nó trở thành nó đi vào cái phòng thí nghiệm để học theo những nhà khoa học thì người ta nói đây phải là nước. Ta nói nó gì? Nó là hợp chất H2O, hai phần hydro, một phần oxy, tức là hai cái bản thể. Đây là hydro, đây là oxy, hai phần này kết hợp nhau thì nó thành nước. Rồi ông đang học được đúng rồi, đây là cái bản thể nó, đây là hydro, đây là oxy, đây là hydro nó gấp đôi, nó hai phần, nó cộng với cái oxy này một phần ra thành nước. Rồi sau khi mà ông học xong với ông thầy rồi ông ra quán nước khác nước, quán kêu cô hàng nước, cô hàng nước ơi, cho tôi ly H2O. Nhưng nói theo sự thật khoa học, cho nó H2O. Thì con hàng nước nói cho ông này trong khùng quá, học riêng khùng điên. Cái gì mà H2O, H2O là cái gì? Bởi vì cổ từ nhỏ lớn cổ không có học cái khoa học, cổ không biết. Thì cổ nói nghĩa là H2O, tôi không biết H2O gì. Thì ông nói là H2O chính là nước. Thì nước là ông nói đại nước đi, ông nói H2O, có H2O là cái gì đâu. Thì tại cái người này là người dốt khoa học, chỉ biết nước thôi, biết theo cái giả tướng của nước thôi. Thì khi ông khoa học ông vô trong thí nghiệm là biết đây là thật tướng, nó là H2 phần hydro và có gì là H2O. À, nhưng mà ra đời bắt buộc mình phải nói theo cái thế gian.
thì đó là uống nước thôi. Chứ còn nếu mà nó đúng theo bản thể là nó H2O thì con kia, con đó này khùng điên. Điều ấy như thế nào Đức Phật hiểu rõ cái bản thể nó như vậy, mà Đức Phật đi nói với đời thế gian nó chưa từng học pháp thì nó nói Phật khùng, Phật điên thì chết, tôi nó không độ được nó. Thì Đức Phật cũng thuận thế gian, nói con người, người thú hay là chư thiên, hay là người ác hay người thiện, nó thuận theo vậy. Chứ không có người ác, không có người thiện, mà có tâm ác và tâm thiện thôi. Con người chỉ là hợp tướng, cái hình thức chế định, hoặc là hiệp thành chế định thôi, chứ nó không phải có bản thể. Bản thể nó là sắc thọ tưởng hành thức, trong cái bản thể đó cũng giống như nhà khoa học. Thì do đó chúng ta ngày hôm nay chúng ta học thì chúng ta cũng phải học theo cái kiểu nhà khoa học. Cái trí tuệ của Phật giáo cũng giống như nhà khoa học giờ nghiên cứu cái bản thể đó. Thì bản thể của chúng sanh hay bản thể của các pháp là sắc thọ tưởng hành thức, cái danh pháp sắc pháp này đó chúng ta học. Thành ra học biết, ta biết rồi thì chúng ta khi ra đời thế gian nó cũng gọi con người thú gì, người tham gì ta gọi thì cũng được, nương tới đó mà dẫn dắt cho gì. Người ở đời đó thì còn nhỏ lớn lên bắt buộc phải học, bởi muốn có việc làm, muốn có sự sống, muốn tồn tại bắt buộc phải học khoa học. Ha, thì do đó người ta mới có trí được học, nó biết được. Còn người đời đâu có ai bắt buộc tu được, tấm nào đâu có ai bắt buộc tu. Thành ra cái này những người nào có lòng tin đi theo Phật giáo thì lúc đó Đức Phật mới dạy, và đệ tử ngài mới dạy lại cho biết về cái bản thể sự vật thế gian, thì đó nó sẽ trở thành những nhà khoa học, những người có trí học, tức là có Phật tri kiến. Vì nắm được thì có Phật tri kiến là mới thấy được cái bản thể của chúng sanh hay bản thể của giải pháp, và có cả thấy tất cả các pháp trên thế gian này là nó nằm ở trong đây. Đó là cái pháp mà chúng ta nghĩa là đang học về cái pháp siêu lý này, hay cái pháp bản thể của Đức Phật, hay là về cái Phật tri kiến. Và chúng ta cái đó giải tới đó thôi. Và cuối cùng, cái phần cuối cùng là cái phần tiêu biểu chế định. Ở đây gọi là cái tiêu biểu, là cái là cái gì biểu tượng tiêu biểu, nhưng thực ra cái chữ này dịch nó chưa rõ. Cái chữ nó là nimitta chứ không phải là namitta, cái chữ đó sẽ là chữ ý, đây là in sai. Thế nào là tiêu biểu chế định thì chúng tôi đổi lại từ là ấn tướng chế định. Thế nào là ấn tướng chế định, chúng ta đổi đi, ai đọc? Thế nào là ấn tướng chế định, những đề mục tu chỉ định samatha như đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, vân vân, hoặc các vật tiêu biểu như lá cờ, bảng hiệu, vân vân, gọi là tiêu biểu chế định. Tiêu biểu chế định. Đúng rồi đó. Ấn tượng. Rồi. Ở đây trong hai đoạn là những đề mục tu chỉ định, tức là thiền chỉ như là đất, nước, lửa, gió, xanh, đỏ, vàng, trắng, thì đúng là cái ấn với chế định. Nhưng mà còn cái thêm cái nghĩa là vật tiêu biểu như lá cờ, bảng hiệu thì chỗ này chúng ta phải xét lại. Xét lại. Bởi vì nó lá cờ hay bảng hiệu, nếu mà nó lá cờ là gì? Là nói về cái hình thức nè. Nó nắm được. Hay cái bảng hiệu là chúng ta nói về cái hình thức thôi. Còn không chúng ta đi cái kẹp thành chế định này. Do đó cái phần sau này chúng ta thấy có lẽ là nó chưa đúng. Còn nếu mà nó có, chúng ta chưa thấy được cái đoạn văn nói rõ được này. Mà chúng ta chỉ biết là đất, nước, lửa, gió, xanh, đỏ, vàng, trắng. Cái này gọi là cái ấn tướng chế định. Thật ra ấn tướng là bởi khi người tu tập về thiền đó, nha, ta lấy một cái vòng tròn, mà ta lấy đất đó, ta nặng thành cái vòng tròn, ta để là ngó, ta ngồi thiền biết chừng nào mà ta mở mắt, ta nhìn thấy nó và nhắm mắt lại, ta nhìn thấy nó trong tâm, thì trong tâm nó, cái đó nó gọi là cái ấn chính, nó gọi là ấn tướng, nó gọi là niết bích tá trong tâm, mà nắm được cái đó trong tâm gọi là niết bích tá. Thì hoặc là một đất, hoặc là lấy nước, lấy cái thau nước, ta ngó riết nước, ta nhìn, ta nhắm mắt trong tâm, thấy nước ở trong tâm, cái vòng tròn nước trong tâm. Hoặc là lửa là ta khoét cái lỗ, ta đốt lửa bên kia, ta nhìn cái lửa là lửa. Còn không nữa thì ta nhìn cái gió lai động, ta khoét đó, ta nhìn gió lai động cũng được gió. Nhưng mà thường thường gió là tu tập sao, đất phải tu tập trước, nó cụ thể tới nước, tới lửa và tới gió. Rồi màu xanh, màu vàng, màu đỏ, trắng, chúng ta nhìn thấy màu xanh là chúng ta nhắm mắt nhìn cái xanh thì nó, rồi là bắt đầu chúng ta niệm xanh niệm gì nào mà tâm chúng ta mà nắm được trong tâm, nó hiện được trong tâm, liên quan thiền hiện được ở trong tâm màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Thì cái xanh vàng đỏ trắng, đất nước lửa gió này nó gọi là nimitta, là gọi là ấn tướng chế định. Bởi cái này giả tướng, không phải thật tướng. Nhưng mà tướng đây giống như màu xanh nè, màu vàng nè, màu đỏ nè, màu trắng này, màu sắc này là màu sắc nó chế định, nó không có phải thật có, mà nó chính là cái mắt chúng ta thấy được cái sắc thôi. Qua cái màu chúng ta đã qua cái giống như cái hiệp thành của nó rồi, đó là cái chế định. Nói tóm lại ở đây là cái kết luận trong đời thì mọi sự trong đời được diễn đạt bằng cái ngôn ngữ để bày tỏ cho nhau được hiểu biết, bất cứ hình thức nào, phương tiện nào đều là chế định. Rồi chúng ta chế ra, chúng ta định là, giống như chúng ta chế ra cái này là cái bản,
thì chúng đặt tên đó các bạn, cái tên nó là thuộc về cái danh chế định, và cái bản đó nó thuộc về cái thể chế định. Thì đó là nó cái danh chế định, thế người Việt Nam chúng ta đặt là cái bản, còn người Mỹ gọi là cái gì, người Anh gọi là gì, người Pháp là cái gì, đó là cái chế định về ngôn ngữ. À, chúng ta hiểu vào cái chế định về cái ngôn ngữ. Do đó mà Đức Phật thuyết pháp á, để chuyển mê khai ngộ cho chúng sanh, hay điều Phật chuyển chúng sanh phải dùng phương pháp chế định tục đế. Thường dùng cái tục đế là như ngón tay, chân đế là như mặt trăng. Đôi khi người ta cần dùng danh từ sự để chỉ cho tục đế, và danh từ lý để chỉ cho chân đế. Người tu hành cần phải biết rõ thế nào là tục đế, thế nào là chân đế, phải biết rõ thế nào là chân đế hữu vi, thế nào là chân đế vô vi là biết bạn. Khi đã đạt liễu tri chứng như vậy thì chắc chắn sẽ không còn lầm cho rằng trụ trong niết bàn, ở trong niết bàn, mắc kẹt trong niết bàn, mà chỉ biết niết bàn là niết bàn, sanh tử là sanh tử, chứ không phải sanh tử là niết bàn, hay là phiền não tức là bồ đề như một số người ngộ nhận. Các vị chánh đẳng giác không nương tựa, không chấp trước một việc gì ở trên đời, và cũng không ham thích cái bàn như một người vừa lầm tưởng. Chính là ngài Xá Lợi Phất nói rằng: tôi không yêu sự sống tức là sinh tử, và cũng không thích sự chết là niết bàn, nhưng tôi không phải làm trái chưa chính mà phải rụng, vân vân. Đức Thế Tôn có nói: bậc A La Hán biết rõ niết bàn là niết bàn, vì biết rõ niết bàn là niết bàn nên không có tư niệm trong niết bàn, không có nghĩ là tự ngã trú trong niết bàn, không nghĩ bản ngã là niết bàn, không nghĩ niết bàn là của ta, không quan hệ trong niết bàn. Vì sao vậy? Vì như Sa nói rằng: vì vị ấy ta thật hiểu được niết bàn. Quý vị có thể coi trong Trung Bộ Kinh là phần cái căn bổ pháp môn, đó là Phật giảng dạy được cái này rất là nhiều. À, thôi, và buổi sáng chúng ta học tới đây là cũng vừa đủ, để chiều chúng ta học tiếp tục 3 giờ đến 5 giờ. À, thôi chúng ta cái hồi hướng chúng ta nghỉ. Xin quý vị. Quý vị đọc theo chúng tôi. Ti mi na buồn. Ti mi na buồn. Nhà căm mê na. Nhà căm mê na. Bút thô hô mi. Bút thô hô mi. Na na ga tê. Na na ga tê. Yat tha yat tha. Yat tha yat tha. Quê cha tô. Quê cha tô. Ma đa liệt đô. Ma đa liệt đô. Ma hoa mi hăng. Ma hoa mi hăng. Do nhờ phước nghiệp này, do nhờ phước nghiệp này, hãy thành Phật vị lai, hãy thành Phật vị lai, khi còn sanh các hữu, khi còn sanh các hữu, xin đừng có khó nghèo, xin đừng có khó nghèo, y đăng mê buôn nhân, y đăng mê buôn nhân, niết ba năng, niết ba năng, bách chay vô hô tú, bách chay vô hô tú, phước này của tôi, phước này của tôi, hãy là duyên đến niết bàn, hãy là duyên đến niết bàn, hấp bách tăng gia, quá ích chi tăng, quá ích chi tăng, sanh sa ran tô, sanh sa ran tô, phá hoa phá quê, phá hoa phá quê, tí hệ tú kê na, tí hệ tú kê na, úc cách tha, úc cách tha, sanh thi gia, sanh thi gia, bá tí sanh thi cô, bá tí sanh thi cô, chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, xin cho tôi tái tục, xin cho tôi tái tục, bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng, bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng, lần thứ nhì, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ ba, thứ sáu ba sáu lần thứ, và chúng ta chấm dứt cơ buổi học ngày hôm nay. Xin chào toàn thể đại chúng. Cảm ơn sư.